Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3416, hắn là thiếu gia của ta, một. Một bên phi hành, một bên cảm thấy thân thể không do bản thân khống chế, trở nên càng ngày càng cứng rắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Ngay thời điểm không kiên trì nổi, thân ảnh của Thần Dung Hoàng cùng thanh niên kia xuất hiện ở trong tầm mắt, dường như đã sớm biết bản thân sẽ đuổi theo, ở chỗ này chờ đợi. Còn xin đại nhân xuất thủ cứu ta. Cảm thấy nội tạng đã biến thành tảng đá, Bạc Huân Cổ Thánh lại không để ý tới hình ảnh, đi tới trước mặt thanh niên, tràn đầy sợ hãi. Cường giả tích huyết trùng sinh, tương đương với nắm giữ vô số sinh mệnh, nhưng toàn thân biến thành tảng đá, năng lực mạnh hơn cũng không thi triển ra được, cuối cùng chỉ có một con đường vẫn là có thể đi. Tuy hắn không để ý tới thế sự, không muốn tham dự sự tình của Thần Dung Hoàng, nhưng còn không muốn chết nha. Tu vi của ta, chỉ có tâm huyết lai triều, muốn cứu ngươi, chỉ có thể dựa vào Dung Hoàng bệ hạ, chỉ là hắn. Trên người gánh huyết hải thâm cừu, chỉ sợ không có thời gian. Trương Huyền nhíu mày, xua tay. Vừa rồi hắn chết sống không đáp ứng, như vậy giờ phút này bọn họ cũng bất lực. Ta, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nâng tảng đá đập chân mình, vẻ mặt Bạc Huân Cổ Thánh lúc đỏ lúc trắng. Chỉ cần Dung Hoàng bệ hạ có thể cứu ta, nguyện nghe theo sai khiến. Không đáp ứng, chết ngay bây giờ, đồng ý, còn có cơ hội sống, thậm chí vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, lựa chọn ra sao, đã không cần suy nghĩ a. Nếu ngươi đồng ý, vậy thì dễ dàng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền truyền âm qua. Như vậy có thể. Nghe xong truyền âm, Thần Dung Hoàng nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền gật đầu. Vậy được. Thần Dung Hoàng hít sâu một hơi, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay run lên. Rầm. Đao mang xé rách không gian, bổ về phía Bạc Huân Cổ Thánh, người sau thân thể cứng nhắc, phản ứng không kịp, liền bị đánh lên ngực, chém ra một vết thương thật lớn. Máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Ngươi muốn làm gì? Bạc Huân Cổ Thánh không nghĩ tới, vị trước mắt này trực tiếp động thủ, mắt nổ đom đóm. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cứu ngươi. Mặt không hề cảm xúc, trong giọng nói của Trương Huyền hơi không kiên nhẫn. Nếu như không cho cứu, bây giờ chúng ta liền đi. Bạc Huân Cổ Thánh run rẩy, suýt chút nữa từ không trung ngã xuống. Ta trêu ai ghẹo ai, liền không công chịu một đao như thế. Còn xin đại nhân xuất thủ cứu giúp. Lòng tràn đầy buồn bực, nhưng không dám nói nhiều, ôm quyền nói. Cái này còn tạm được. Trương Huyền gật đầu, không nói thêm lời, đi tới trước mặt, ngón tay chỉ tới. Huyết dịch vừa tiếp xúc đầu ngón tay của hắn, lần nữa thả ra ngũ sắc quang mang, giống như có đồ vật gì đó từ trên người đối phương bị rút ra. Quang mang càng ngày càng thịnh, ở trên đầu ngón tay của Trương Huyền không ngừng xoay tròn, hội tụ, rất nhanh tạo thành hình dáng một tảng đá. Chính là nguyên từ thạch trước đó Bạc Huân Cổ Thánh luyện hóa. Kèm theo ngũ thải quang mang trong cơ thể càng ngày càng ít, người sau cảm thấy trước đó thân thể có chút cứng ngắc, lần nữa khôi phục chi giác. Tảng đá trong tay đối phương, giống như phát giác bị người phá hủy chuyện tốt, không ngừng nhảy nhót, tỏa ra ý niệm dữ tợn kinh khủng, muốn phá tan chân khí của thanh niên, lại bất kể như thế nào cũng không làm được. Chương 3417, hắn là thiếu gia của ta, 2. Cái tảng đá này, có ý niệm của mình. Mí mắt của Bạc Huân Cổ Thánh nhảy lên. Cùng tảng đá này ở chung không dưới 3.000 năm. Chưa hề phát giác được điểm ấy. Ẩn chứa linh trí, liền giống như một ít vũ khí, luyện hóa càng thêm phức tạp, mà không phải dùng chân khí đồng hóa. Vốn không có, nhưng ngươi dùng chân khí luyện hóa nó cũng đang dùng lực lượng của mình đồng hóa ngươi, thời gian lâu dài, ôn dưỡng ra ý niệm thuộc về mình. Trương Huyền giải thích nói. Sở dĩ ngươi không cảm giác được, là bởi vì cỗ ý niệm này, là thời điểm ngươi luyện hóa mới vừa vặn thức tỉnh, triệt để biến ngươi thành nguyên tử thạch. Nó chẳng khác nào có thân thể cùng linh hồn, ngươi liền triệt để chết rồi. Vị trước mắt này luyện hóa tảng đá cũng luyện hóa hắn. Nguyên tử thạch là bảo vật do thiên địa sinh ra, xem như cổ thánh cũng không dễ dàng chiếm làm của riêng như vậy. Nếu không, vực sâu nguyên đáng sơn cũng sẽ không tồn tại vài vạn năm, đều nay một mực tồn tại. Bất quá dưới tình huống bình thường, coi như tảng đá này có thể sinh ra ý niệm, cũng cần không biết bao lâu. Một cổ thánh biến thành tảng đá, càng không dễ dàng như vậy. Là Trương Huyền, lặng lẽ khống chế lực lượng nguyên tử, khải linh cho đối phương. Loại thủ đoạn này,
là mượn phương pháp rễ cây khải linh, tuy Bạc Huân cổ thánh mạnh mẽ, nhưng dưới tình huống không có phát giác, trực tiếp trúng chiêu. Tuy làm như vậy có chút bức bách đối phương, nhưng cho dù không ra tay, kèm theo thời gian trôi qua, tình huống hiện tại vẫn sẽ xuất hiện, bởi vậy giờ phút này ra tay, là tương đương giúp hắn giải quyết tai họa ngầm. Không nghĩ tới suýt chút nữa chết trên tay một tảng đá, khuôn mặt Bạc Huân cổ thánh trắng bệch. Lực lượng nguyên tử là một loại lực lượng đặc thù, tuyệt không phải dễ dàng có thể luyện hóa như vậy. Trương Huyền gật đầu, bàn tay nâng lên, ngũ thải quang mang trong tay hội tụ càng ngày càng nhiều. Hòn đá dữ tợn không ngừng nhảy, muốn lao ra thiên đạo chân khí bao phủ, nhưng làm thế nào cũng không được. Luyện hóa thử một chút. Thấy trong cơ thể đối phương dung hợp lực lượng nguyên tử bị rút ra không sai biệt lắm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, biết vị này sẽ không còn nguy hiểm tính mạng, trong lòng đột nhiên động một cái. Khối nguyên tử thạch này, Bạc Huân cổ thánh muốn luyện hóa, rất khó, nhưng hắn nắm giữ thiên đạo công pháp, thiên đạo chân khí có thể sửa đổi thuộc tính, biến thành loại lực lượng này, có lẽ có thể thuận lợi hoàn thành. Có ý nghĩ, tinh thần khẽ động, đi vào trong xuân thu đại điển trong đồ thư quán, chân khí xoay một cái. Xì xì xì. Ngũ thải quang mang trong viên đá lập tức mắt thường có thể thấy được tiêu hao, hóa thành khí lưu, tràn vào trong cơ thể của hắn. Ý niệm của hắn ở trong xuân thu đại điển tu luyện, tương đương với tốc độ gấp 10 lần, phía ngoài thần dung hoàng cùng Bạc Huân cổ thánh chỉ thấy ánh sáng đầy trời bao phủ, ngũ thải quang mang đại thịnh, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngược lại không nhìn thấy. Chẳng lẽ, nguyên tử thạch muốn thôn phệ hắn? Bạc Huân cổ thánh nhíu mày. Thứ này, vừa rồi đồng hóa hắn suýt chút nữa mất mạng, bị vị trước mắt này rút ra, chẳng lẽ thẹn quá hóa giận, muốn đối phó đối phương? Thật muốn như vậy, bọn họ cũng không có phương pháp cứu người. Cái này, ta cũng không biết, có điều hắn đã có thể giải quyết lực lượng nguyên tử trong cơ thể ngươi, thì hẳn có thể giải quyết cục diện bây giờ. Thần Dung Hoàng cũng kỳ lạ, cuối cùng gật gật đầu. Vị trước mắt này, có thể để cho linh thần lau mắt mà nhìn, tự nhiên có bản lĩnh không bình thường. Hắn, là đệ tử ngươi mới thu. Nghe Thần Dung Hoàng nói như vậy, Bạc Huân cổ thánh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Hắn cùng vị trước mắt này đã sớm quen biết, trước kia chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ mới thu học sinh? Bất quá, học sinh sao có thể thay hắn làm chủ? Hơn nữa, nhìn hai người đối thoại, dường như thanh niên này địa vị cao hơn một chút. Đệ tử, Bạc Huynh thật xem trọng ta, vị này chính là thiếu gia của ta. Thần Dung Hoàng nói, thiếu gia, Bạc Huân cổ thánh càng ngày càng kỳ quái. Chương 3418, Hỏa Tư cổ thánh 1. Tổ phụ của Thần Dung Hoàng, là ngoan nhân năm đó cùng Khổng Sư tranh đấu, lưu danh vạn thế, không người có thể vượt qua. Bởi vậy, tuy vị này cùng hắn đều là cổ thánh, nhưng từ nhỏ liền được xác lập làm hoàng giả, địa vị kính trọng. Lúc nào toát ra cái thiếu gia? Đường đường linh tộc đệ nhất hoàng giả, xưng hô người khác là thiếu gia. Ai có tư cách này? Hắn là người yêu của linh thần. Thần Dung Hoàng giải thích. Linh thần. Bạc Huân cổ thánh rụt cổ. Linh tộc có thể truyền thừa xuống, chính là bởi vì linh thần, vị trước mắt này lại là người yêu của nàng. Lai lịch thật quá lớn. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, Bạc Huân cổ thánh tràn đầy kính sợ. Thời khắc này Trương Huyền không quản hai người thảo luận, toàn tâm đắm chìm trong lực lượng nguyên tử rèn luyện. Đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh, thân thể, linh hồn, bất hủ bất diệt, đổi lại bình thường, không có thiên đạo công pháp đối ứng, muốn tăng lên không biết tiêu phí bao lâu, mà bây giờ, trong nguyên tử thạch tỏa ra lực lượng, vừa vặn có thể tiến hành rèn luyện, để hắn dần dần tới gần cảnh giới này. Không biết qua bao lâu, thân thể lần nữa phát sinh thuế biến, bắp thịt, linh hồn phát ra hào quang chói sáng, thần thánh không thể xâm phạm. Bất hủ cảnh. Còn tưởng rằng cảnh giới này không biết phải hao phí bao lâu, không nghĩ tới lực lượng nguyên tử nắm giữ công hiệu như vậy, một lần thành công. Đột phá cảnh giới, Trương Huyền cũng không ngừng lại, tiếp tục thôn phệ ngũ thải quang mang lan ra ở bốn phía. Cái tảng đá này, có thể để cho cường giả tích huyết trùng sinh bất lực, đủ thấy đáng sợ, kèm theo lực lượng đi vào cơ thể càng ngày càng nhiều, tu vi cũng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng thêm. Bất hủ cảnh sơ kỳ. Bất hủ cảnh trung kỳ. Nửa canh giờ, liền đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Cô. Lực lượng hùng hồn ở trong người không ngừng cuồn cuộn, đạt tới bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến bộ, lúc này Trương Huyền mới chậm rãi mở mắt. Học sinh, cha mẹ, một cái tiếp một cái đạt tới loại cảnh giới này, rốt cục bản thân cũng đến.
đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, lực lượng so với trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần, phối hợp thêm long cốt thần thương, cho dù không có yêu dị huyền đao, cổ thánh tu vi huyết mạch kéo dài có lẽ cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên, cổ thánh mạnh mẽ chính là lĩnh ngộ đối pháp tắc, cùng lý giải đối với thiên địa, trên lực lượng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nhưng chiến đấu, cùng chém giết đối phương, vẫn tồn tại một khoảng cách lớn. Tùy thời có thể xung kích cổ thánh. Đạt tới loại cảnh giới này, lực lượng ngược lại là phụ, trọng yếu nhất chính là đại biểu, cách cổ thánh chỉ có một cước. Hắn hiện tại tâm cảnh đã đột phá, trong tay cũng có cổ thánh lực, chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc vượt qua thiên đạo, liền có thể đi thử. Thời khắc này, chỉ có trở thành cổ thánh, mới tính là nhất phi trùng thiên, chân chính đứng ở đỉnh phong của thế giới. Biết cần thời gian củng cố, tạm thời không có khả năng xung kích thành công, Trương Huyền ngừng lại. Bàn tay vung lên, ánh sáng đầy trời tiêu tán, nguyên tử thạch xuất hiện lần nữa ở trong lòng bàn tay, chỉ bất quá rút nhỏ tiếp cận một nửa. Trong thư viện tu luyện hơn nửa canh giờ, ngoại giới vẫn chưa tới 10 phút. Tu vi của ngươi, quang mang tán hết, thần Dung Hoàng nhìn ra thực lực bây giờ của Trương Huyền, trợn mắt hốc mồm. Đây là, lại lên cấp. Không phải mới đột phá tâm huyết lai chiều sao? Nhất thời có loại cảm giác ta là ai, ta ở đâu? Người khác đột phá, cần tiêu phí tâm huyết cùng tinh lực, tên này giống như đùa giỡn. Còn để cho người ta sống hay không? Chương 3419, Hỏa Tư Cổ Thánh 2. Thật không biết đến cùng tu luyện như thế nào. Không để ý tới hai người biểu lộ, Trương Huyền nhìn về phía Bạc Huân Cổ Thánh. Tai họa ngầm trên người ngươi đã giải quyết. Khối nguyên tử thạch này cũng bị ta hủy diệt ý niệm, có thể trở thành pháp bảo tùy ý sử dụng, chỉ bất quá. Tốt nhất đừng thử nghiệm luyện hóa, nếu không, tình huống trước khả năng sẽ còn xuất hiện. Nói xong đưa nguyên tử thạch tới. Thứ này là đối phương hao tốn 3.000 năm ôn dưỡng mới có bộ dáng bây giờ, tuy là bảo vật, nhưng đã chiếm được chỗ tốt, không tiện đoạt của người. Đa tạ ân cứu mạng. Nhận lấy nguyên tử thạch, Bạc Huân Cổ Thánh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía thần Dung Hoàng. Ngươi có kế hoạch gì, báo thù như thế nào, ta nghe ngươi. Trước đó đáp ứng, hiện tại lại biết được thân phận chân thực của vị này, trong lòng không có nửa điểm do dự. Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng, hai người tập hợp 8 vị cổ thánh, chúng ta bây giờ vẫn quá yếu, tính toán đi mời Hỏa Tư Cổ Thánh, giúp ta một chút sức lực. Suy tư phút chốc, thần Dung Hoàng nói. Hỏa Tư Cổ Thánh. Bạc Huân Cổ Thánh nhíu mày. Ngươi nói là vị lão tổ của thánh thú nhất tộc kia. Năm đó ngươi xuất binh chinh phạt, sớm đã kết xuống đại thù. Đi mời, hắn sẽ giết ngươi à? Hỏa Tư Cổ Thánh, cũng không phải cường giả linh tộc, mà là lão tổ của thánh thú nhất tộc sinh hoạt ở trong khu vực linh tộc. Thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Chỉ bất quá, vị thánh thú này cùng thần Dung Hoàng có đại thù, đi tìm nó quy thuận, không những sẽ không thành công, làm không cẩn thận, sẽ còn dẫn tới hiệu quả trái ngược. Cổ Thánh đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh. Hết thảy chỉ có mấy vị, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đi tìm nó, chúng ta không có khả năng chiến thắng. Thần Dung Hoàng lắc đầu. Rất nhiều vương giả khác, tuy mạnh mẽ, nhưng hắn liều mạng vẫn có thể chống cự. Nhưng Linh Hoàng, Tinh Hoàng thực sự quá mạnh, nhất định phải có cường giả cùng cấp bậc mới có thể chống lại. Tìm chút yếu, đi qua tự tìm đường chết, còn không bằng tìm cường giả cùng cấp bậc. Thánh thú. Trương Huyền nhìn qua. Bản thể là một hỏa diễm cự thú, so với ta cũng không kém quá nhiều, năm đó cùng linh tộc chiến đấu, ta dẫn người đuổi hắn ra ngoài, hai bên có chút mâu thuẫn. Thần Dung Hoàng nói, nếu có những người khác có thể lựa chọn, chắc chắn sẽ không tìm cái này, dù sao hai bên có mâu thuẫn, rất dễ dàng xuất hiện hiệu quả trái ngược. Thiếu gia, không phải đối với thuần thú có thủ đoạn đặc thù ư? Có lẽ, thần Dung Hoàng tràn đầy hy vọng nhìn qua. Vị thiếu gia này. Thời điểm ở kim thân cảnh, liền tùy tiện thuần phục thánh thú tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, tuy Hỏa Tư Cổ Thánh mạnh mẽ, không dễ thuần phục, nhưng giữ gìn mối quan hệ, hẳn là có hy vọng. Giữa các người mâu thuẫn lớn bao nhiêu? Trương Huyền cũng không đồng ý, nhíu mày hỏi. Mâu thuẫn không đội trời chung, không cách nào hóa giải, ai đi cũng vô dụng. Là chủng tộc tranh đấu, nó muốn dẫn dắt tộc nhân chiếm một khu vực của linh tộc, ta không đồng ý, hai bên lấy thắng bại tới quyết định. Ta bằng vào thực lực chiến thắng hắn, đuổi ra mấy ngàn vạn cây số. Thần Dung Hoàng gãi đầu một cái, nói. Năm đó trẻ tuổi nóng tính, cũng không nương tay, không chỉ đuổi đi, còn đánh nó bị thương nặng. Đuổi ra mấy ngàn vạn cây số,
toàn bộ chủng tộc di chuyển. Đối phương nói chuyện, là hắn biết mâu thuẫn này hầu như không có cách nào hóa giải, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại thù hận này, chỉ sợ ta cũng bất lực. Cái này, nghe hắn cũng không có phương pháp, thần Dung Hoàng dừng lại một chút, hàm răng cắn chặt, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Thực sự không được, ta đi qua chịu đòn nhận tội, mặc cho đối phương xử lý. Chương 3420, ta cần long huyết một. Trương Huyền cau mày. Mặc cho xử lý cũng vô dụng, thánh thú thủ giai mà nói, tuyệt không phải đi qua xin lỗi liền có thể giải quyết. Thân là thuần thú sư, biết loại đại thù rời tộc này, liên lụy đến căn bản, tuyệt không phải chịu đòn nhận tội là có thể giải quyết. Nếu hắn không có gặp công kích, lấy thực lực vô địch, cùng thân phận dị linh tộc đệ nhất hoàng giả cấp cho hứa hẹn, đối phương tất nhiên sẽ đồng ý, mà bây giờ, không nhân cơ hội tìm ngươi phiền phức là tốt lắm rồi, hoài tưởng lôi kéo, tuyệt đối không thể. Vậy làm sao bây giờ? Thần Dung Hoàng cũng rõ ràng điểm ấy, chỉ là ôm lấy một tia hy vọng mà thôi, giờ phút này nghe nói như thế, nhịn không được nhìn qua. Không có những biện pháp khác, trừ khi. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Có thể tìm được huyết dịch cường giả long tộc. Cái này. Thần Dung Hoàng cùng Bạc Huân Cổ Thánh sững sờ. Hỏa Tư Cổ Thánh cùng long tộc không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù long tộc là vạn thú chi vương, nhưng bản tôn của Hỏa Tư Cổ Thánh cùng long tộc không có nửa xu quan hệ, cho dù có huyết mạch long tộc, lại thế nào. Cả hai căn bản không dính dáng gì a hát. Long tộc có huyết mạch áp chế, huyết mạch tinh thuần, có thể áp chế mỏng manh, để hắn thần phục, cái này mọi người rõ ràng, nhưng không phải cùng chủng tộc, liền không có hiệu quả gì. Ta muốn huyết dịch long tộc, cũng không phải là áp chế nó, mà là mở ra phong ấn trên long cốt thần thương. Trương Huyền nói, thuần thú pháp của hắn, muốn phục tùng thánh thú, nhất định phải ở trên thực lực nghiền ép. Mấy ngày nay mặc dù tiến bộ rất nhanh, đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng so sánh với cổ thánh thích huyết trùng sinh vẫn kém không biết bao xa. Trừ khi phong ấn của long cốt thần thương giải trừ. Phương pháp long cốt thần thương giải phong có hai cái, thứ nhất, bản thân đạt tới cổ thánh, dùng chân khí của cổ thánh không ngừng ôn dưỡng. Thứ hai, tìm kiếm huyết dịch càng thêm tinh thuần, để cốt long lột xác ra thân thể. Cái thứ nhất, trong thời gian ngắn rất khó làm được, tuy khoảng cách cảnh giới này chỉ kém một cước, nhưng cho đến trước mắt, còn không có chút đầu mối nào, không bằng tạm hoãn. Cái thứ hai, chỉ cần cốt long lột xác ra thân thể, liền có thể mở ra nhiễm cầu cổ thánh lưu lại phong ấn, từ đó khôi phục thực lực cổ thánh chí bảo. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể đánh bại Hỏa Tư cổ thánh, để hắn thần phục. Tuy ngoan nhân luyện hóa cánh tay xong, đã mơ hồ đạt đến tích huyết trùng sinh cao nhất, nhưng muốn thuần phục thánh thú, cần chính là thực lực bản thân, dựa vào ngoan nhân, rất khó để hắn tin tưởng và nghe theo. Long tộc thuần túy, giống như linh thần, đều thuộc về thần tộc. Vị trí vị diện của danh sư đại lục không chịu nổi. Biết mục đích của hắn, thần Dung Hoàng cười khổ lắc đầu. Danh sư đại lục cùng vị trí cổ chiến trường của linh tộc, long tộc cơ bản huyết mạch đều không tinh thuần, ngay cả giao long cũng không bằng. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể nói ra thiên long bát âm chính tông liền có thể ung dung thần phục. Không có long tộc thuần khiết, huyết dịch long tộc cũng đã rất khó tìm. Ta biết nơi nào có huyết dịch long tộc. Lời nói không có kết thúc, một bên Bạc Huân cổ thánh mở miệng nói. Trương Huyền vội vàng nhìn tới. Ngươi cần có, hẳn cũng không phải huyết mạch long tộc chân chính, long huyết đạt tới cổ thánh cũng có thể giải phong a. Chương 3421, ta cần long huyết 2. Bạc Huân cổ thánh hỏi. Long tộc chân chính, ở trên đại lục không có khả năng có, tìm thế nào cũng vô dụng, nhưng huyết dịch cường giả long tộc đạt tới cổ thánh, còn có thể tìm tới. Trương Huyền gật đầu. Cổ thánh đã là cường giả cao nhất của đại lục, loại huyết dịch cấp bậc này, lại phối hợp thủ đoạn nhất định, hẳn có thể ung dung phá giải phong ấn. Nếu như chỉ là huyết mạch long tộc tu vi cổ thánh, ta biết nơi nào có. Bạc Huân cổ thánh nói. Chẳng lẽ ngươi nói chính là. Giống như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt của thần Dung Hoàng trở nên khó coi. Không sai, chính là chỗ đó. Bạc Huân cổ thánh gật đầu, nói. Năm đó, tổ phụ Linh Hoàng, Doanh Hoàng bệ hạ, từng chém giết qua một hắc long tu vi cổ thánh, huyết dịch đặt ở huyết trì của Tẩm Điệt, không chỉ như vậy, còn mượn tinh huyết của hơn 10 vị cường giả cổ thánh tiến hành ôn dưỡng. Mong đợi có thể đản sinh ra một hắc long, thuần phục làm thú sủng, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng không có thành công. Về sau bệ hạ từ trần, cung điện này liền bị phong cấm, không người đi vào. Không có gì bất ngờ xảy ra,
huyết dịch chắc còn ở đó. Long tộc, đối với bất kỳ sinh linh mà nói, đều có lực hấp dẫn thật lớn, nếu như có thể thuần phục thành thú sủng, sức chiến đấu khẳng định gia tăng thật lớn. Tổ phụ của thần linh hoàng cực kỳ trầm mê, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, từ nơi nào tìm được một con hắc long có huyết mạch giao long, đánh chết, lại hao tốn vô số nhân lực tài lực, mong đợi có thể lấy huyết mạch, sinh ra một long tộc thánh thú mới, nhân cơ hội thuần phục, chỉ tiếc không biết nơi nào xảy ra sai sót, cuối cùng sắp thành lại bại. Những cái này đều chỉ là tin đồn, thời gian xa xưa, có phải thật hay không, cũng chưa biết chừng. Thần Dung Hoàng cau mày. Chuyện này, trong lịch sử linh tộc có ghi chép, nhưng đã là sự tình mấy vạn năm trước, đến cùng phải thật hay không còn đáng giá thương thảo, há có thể khẳng định. Hẳn là thật, trước khi tới Nguyên Đãng Sơn, ta từng đi qua Linh Hoàng Điện, cầu lấy ra Long Lân Thảo, loại vật này, chỉ có ở nơi Long tộc sinh hoạt mới có thể sinh trưởng. Linh Hoàng Điện không có cường giả Long tộc, lại có thể sinh trưởng vô cùng tốt, hẳn là vì cái này. Bạc Huân Cổ Thánh khẳng định nói. Long Lân Thảo, dược liệu đặc thù được Long khí tẩm bổ, nắm giữ tác dụng cường thân kiện thể, tăng cường huyết mạch, đặc biệt là đối với thánh thú, có hiệu quả cực lớn, cực kỳ chân quý. Năm đó hắn tìm rất nhiều nơi cũng tìm không được, cuối cùng ở Linh Hoàng Điện tìm được, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Người nói nơi này, ở chỗ của Linh Hoàng. Nghe xong hai người đối thoại, Trương Huyền cũng hiểu được, nghi ngờ nhìn qua. Vâng. Bạc Huân Cổ Thánh gật đầu. Trương Huyền không nói thêm gì nữa, mà nhăn mày lại. Thiếu gia, Linh Hoàng bị thiệt lớn, khẳng định đề phòng rất nghiêm, cung điện của hắn càng là quan trọng nhất, muốn đi vào trong đó, gần như không có khả năng. Thấy hắn hỏi thăm, biết có chút động tâm, Thần Dung Hoàng vội vàng nói. Quả thực rất khó, có điều không có nghĩa là không có cơ hội. Tay trái vịn cái cằm, Trương Huyền nói. Nhưng, như vậy đi, các ngươi trước đi tìm cổ thánh khác, nhìn xem có thể lôi kéo hay không, ta đi Vương Thành, yên tâm, lấy phương pháp ngụy trang của ta, coi như tìm không thấy huyết trì trong miệng các ngươi, chạy trốn hẳn không khó. Trương Huyền nói, hiện tại chỗ nguy hiểm nhất, chính là dị linh Vương Thành, lấy thực lực của hắn bây giờ, tốt nhất đừng đi mạo hiểm, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội kích hoạt long cốt thần thương, sức chiến đấu có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh. Tuyệt đối có giá trị. Cái này, nghe hắn nói phương pháp ngụy trang, Thần Dung Hoàng không nói thêm lời. Linh thần ban cho phù lục ngụy trang cực kỳ cường đại, lại thêm thiếu gia tiềm hành đến, hầu như không có người biết hắn còn sống, có lẽ thật có thể thành công. Chương 3422, Lưu Dương trải qua 1. Thiếu gia nhất định phải cẩn thận. Biết đối phương làm ra quyết định, không có người có thể sửa đổi, Thần Dung Hoàng lo lắng. Vị này thật muốn có gì bất trắc, linh thần biết được, cả linh tộc sẽ ở dưới cơn nóng giận triệt để hủy diệt. Thực lực của linh thần, người khác biết không nhiều, nhưng hắn biết rất rõ ràng, chỉ là hàng lâm, liền có thể làm cho cả danh sư đại lục không chịu nổi mà tùy thời sụp đổ. Thật muốn ra tay, đừng nói một chủng tộc, tất cả chủng tộc trên đại lục liên hợp cũng không đỡ được. Yên tâm. Biết đối phương lo lắng, Trương Huyền khoát tay áo nói. Các ngươi đi tìm cổ thánh có thể lôi kéo khác đi, ta một thân một mình đi vào Vương Thành là được. Đi tìm long huyết, người càng ít càng tốt, dựa vào phù lục ngụy trang thần kỳ, thêm vào ngoan nhân, yêu dị huyền đao, coi như thật gặp được nguy hiểm, chạy trốn không khó lắm. Thảo luận xong, hai bên chia ra hành động. Lần nữa trở lại dị linh Vương Thành, Trương Huyền lần nữa tìm được Lưu Dương. Bởi vì là Thần Dung Hoàng mang đến, mặc dù tài năng xuất chúng trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng địa vị vẫn hết sức khó xử. Nếu không phải danh khí cực lớn, có rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị độc thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngồi ở trong tĩnh thất, Trương Huyền phong cấm bốn phía, kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Học sinh này của mình, ở Thanh Nguyên Đế Quốc để thư lại rời đi, sau đó liền bặt vô âm tín, vốn cho rằng bị cái gì bất trắc, hoặc lâm vào một ít hiểm địa, nằm mộng cũng nghĩ không ra, đến nơi này, còn được Thần Dung Hoàng truyền thừa. Ở dưới dị linh tộc đệ nhất hoàng giả toàn lực bồi dưỡng, tu vi vậy mà giống như rất nhiều đệ tử, cũng đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, so với bản thân không kém chút nào. Thấy lão sư hỏi thăm, Lưu Dương không có gấp trả lời, mà đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Học sinh không từ mà biệt, để lão sư lo lắng, tội đáng chết vạn lần. Danh sư đại lục tôn sư trọng đạo, lão sư càng đối với hắn ân trọng như núi, mà hắn làm học sinh, vậy mà xoay người rời đi, thực là đại bất kính. Không có việc gì liền tốt. Trương Huyền khoát tay áo. Tình huống lúc đó,
mặc dù đối phương làm không đúng, nhưng cũng có thể hiểu. Trịnh Dương trở thành chiến tử, tiền đồ vô lượng, Triệu Nhã trở thành băng nguyên cung thiếu cung chủ, Hùng Cứ Một Phương, Vương Dĩnh, Viên Đào, Ngụy Như Yên, Lộ Sung. Mỗi một cái đều có con đường thuộc về mình. Mà hắn, lại suýt chút nữa liên lụy mình bị danh sư Đường bắt giam, trong lòng áp lực có thể tưởng tượng được. Đa tạ lão sư khoan dung độ lượng. Thấy lão sư không có ý tứ trách tội, trong lòng Lưu Dương tràn đầy cảm động, cũng không đứng dậy, tỉ mỉ kể ra. Lúc ấy rời Thanh Nguyên Thành, ta cảm thấy bản thân là phế vật, so sánh với những sư huynh đệ khác, cái gì cũng tệ, trong lòng vô cùng ảm đạm, không có nhìn phương hướng, ngộ nhập một sào huyệt thánh thú, suýt chút nữa bị giết, trong lúc vô tình nghịch hướng vận chuyển công pháp lão sư truyền thụ, kết quả thả ra sát lục chân khí có thể so với dị linh tộc. Nghịch hướng vận chuyển công pháp. Trương Huyền sững sờ. Vâng. Lưu Dương lên tiếng, chân khí trong cơ thể xoay một cái, Trương Huyền quả nhiên cảm thấy. Một cỗ sát lục chân khí nồng đậm áp bức đến, cho người ta một loại cảm giác như dị linh hoàng thất. Độ tinh thuần so với thần dung hoàng vậy mà không hề yếu. Công pháp bản rút gọn, vậy mà cũng có công hiệu như thế. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Trước đó vẫn cho là, ngụy trang ra sát lục chân khí của dị linh tộc, là năng lực đặc thù của thiên đạo chân khí, không nghĩ tới thiên đạo công pháp bản rút gọn, nghịch hướng vận chuyển, cũng có hiệu quả như thế. Chương 3423, Lưu Dương trải qua 2. Đương nhiên, khả năng cũng liên quan đến cá nhân, đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã, đồng dạng tu luyện loại pháp quyết này, nhưng không có loại kỳ ngộ này. Ta nghịch chuyển công pháp, may mắn giết chết thánh thú, nhưng cũng bị trọng thương, bởi vì khí tức quá mức nồng đậm, đưa tới Dung Hoàng bệ hạ, hắn phát hiện thiên phú cùng năng lực của ta, muốn truyền thụ cho ta truyền thừa. Lưu Dương rơi vào hồi ức. Lão sư nguyện vọng chính là diệt dị linh tộc, nếu như ta có thể lẫn vào trong đó, có lẽ sẽ có thể giúp trợ lão sư, liền đáp ứng. Trương Huyền nhíu mày. Lưu Dương tu luyện chính là mình truyền thụ cho thiên đạo công pháp bản rút gọn, thân thể sớm đã đạt được cải thiện, thể chất tăng cường, ở toàn bộ danh sư đại lục, thiên phú được cho khá cao. Nghịch chuyển công pháp, hình thành sát lục chân khí, bị thần dung hoàng tán thưởng, không gì đáng trách, nhưng... quá trùng hợp a. Đường đường dị linh tộc đệ nhất hoàng giả, ở danh sư đại lục, phát hiện một dị linh thiên tài chẳng lẽ không có mảy may nghi ngờ. Ta cùng Lạc Nhược Hy, từ Thanh Nguyên đế quốc rời đi, Nhược Hy là linh thần, thần Dung Hoàng là thuộc hạ của nàng. Sẽ có chút liên quan hay không? Trong lòng hơi động, kìm nén không được hỏi. Người đi theo sau lưng Dung Hoàng, có thấy được Lạc Nhược Hy? Cũng chính là Lạc lão sư ở Hồng Viễn học viện không? Lạc Nhược Hy ở Hồng Viễn danh sư học viện làm lão sư, gặp mặt qua đám người Lưu Dương, Vương Dĩnh. Nếu như hai người gặp nhau, khẳng định có thể nhận ra. Chưa thấy qua Lạc lão sư. Lưu Dương lắc đầu. Trương Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ đoán sai? Nếu như không phải, như vậy cũng bị thần Dung Hoàng gặp, vận khí có phải quá tốt hay không? Cái kia, người có nghe nói qua linh thần không? Trương Huyền lần nữa nói. Dị linh tộc. Người nào không biết linh thần? Lưu Dương cười cười. Nàng là tín ngưỡng của dị linh tộc, xem như ba đại hoàng giả cũng không dám láo xược. Sở dĩ Dung Hoàng bệ hạ có thể tìm được ta, nghe nói chính là đạt được linh thần chỉ dẫn. Bất quá, đối phương là thần linh, ta cũng chỉ nghe tin đồn, không có tư cách chiêm ngưỡng mà thôi. Linh thần chỉ dẫn. Trương Huyền cười cười. Xem ra đoán không sai. Thần Dung Hoàng có thể thu học sinh của mình làm truyền nhân. Có cái bóng của Lạc Nhược Hy ở bên trong. Chỉ bất quá, đối phương gặp qua Lưu Dương, biết hắn là nhân tộc, để hắn lẫn vào dị linh tộc, đến cùng vì cái gì? Càng nghĩ càng không hiểu. Đi tới nơi này, ta phát hiện nghịch chuyển công pháp, hấp thu lực lượng huyết nguyệt tiến bộ cực nhanh, Dung Hoàng bệ hạ đối với ta cũng vô cùng tốt, từng chuyên môn chủ trì tế tự, cho ta tăng thực lực lên. Bởi vậy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã đột phá đại thánh ràng buộc, đạt đến cảnh giới bây giờ. Được thiên đạo chân khí bản rút gọn tẩy tủy, tư chất của Lưu Dương vốn rất tốt, lại có Lạc Nhược Hy lặng lẽ chăm sóc, càng đạt được dị linh tộc đệ nhất hoàng giả tự tay bồi dưỡng, muốn không cường đại cũng khó khăn. Vì lẽ đó, ta từ trong thế hệ trẻ tuổi trổ hết tài năng. Ở Vương Thành xông ra danh khí không nhỏ, về sau Dung Hoàng bệ hạ có chuyện rời đi, Linh Hoàng, Tinh Hoàng trở về, nói hắn đã bị danh sư Đường chém giết, ta cũng bị gạt bỏ. Lưu Dương giải thích tình hình hiện tại một chút. Hắn là Dung Hoàng mang tới, lại tiếp nhận đối phương truyền thừa, nếu không phải bởi vì rất có danh khí, làm người lại cơ cảnh, khả
khả năng đã sớm giống như những người khác, chết xương cốt không thừa. Dù vậy, hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, sợ hơi không cẩn thận, liền rơi vào cạm bẫy của đối phương. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại không có thực quyền gì, Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng mới không để ý tới, nếu như khống chế quân đội, khẳng định đã sớm giữ nhiều lành ít. Chương 3424, chỉ điểm Lưu Dương 1. Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng mất đường lui, được ăn cả ngã về không, tình cảnh của ngươi quả thực rất nguy hiểm, có điều hiện tại chạy trốn, rất dễ dàng thêm vào tên tuổi phản bội, cũng không còn cách nào trở về. Biết tình huống của hắn thời khắc này, Trương Huyền suy nghĩ phút chốc, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, đành phải khẽ đảo cổ tay. Nơi này là cổ thánh cấp bậc tích huyết trùng sinh lưu lại tinh huyết, mau chóng luyện hóa, thật có nguy hiểm, cũng tương đương có một cái mạng. Nhận lấy huyết dịch, Lưu Dương tràn đầy kích động, không có quá nhiều do dự, há miệng nuốt vào. Lực lượng huyết dịch lập tức ở trong cơ thể sôi trào lên, Trương Huyền đứng dậy, từng đạo chân khí tràn vào trong đó, sau nửa canh giờ, đã triệt để luyện hóa. Dung hợp huyết dịch, chân khí chậm rãi lưu chuyển, lực lượng trở nên càng thêm cường đại, có điều cách có thể đột phá cổ thánh còn một đoạn. Đây là ta phong cấm một bộ phận không gian, ẩn chứa cổ thánh lực, có thể giúp ngươi xung kích cổ thánh. Đây là một bộ pháp quyết tăng lên tâm cảnh, cũng truyền thụ cho ngươi, tranh thủ mau chóng đột phá cảnh giới này. Trương Huyền lần nữa lấy ra một bức tranh. Sĩ linh tộc bấp bênh, muốn bình yên vượt qua, tốt nhất có thể đạt tới cổ thánh. Giờ phút này Lưu Dương ngụy trang thành dị linh tộc, thần Dung Hoàng cũng không nhìn thấu, đối với hắn mà nói, quả thực là một cơ duyên rất lớn, có lẽ có thể ở trên con đường này càng đi càng xa. Một khi ở trong linh tộc nội chiến, đạt được đầy đủ địa vị, thậm chí khống chế chủng tộc không thể khống chế này, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối mạnh hơn trăm vạn hùng binh. Đa tạ lão sư, Lưu Dương cảm động, tuy chỉ ở dị linh tộc mấy tháng, lại trải qua vô số kiếp nạn. Sớm đã không còn là thiếu niên tùy hứng, tự ngạo trước kia. Lão sư tiện tay lấy ra, thoạt nhìn đơn giản, thực tế mức độ chân quý không thể ước lượng, truyền đến bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt, cổ thánh cũng không ngoại lệ. Hắn một đồ đệ bất tài như vậy, lão sư không những không trách tội, còn ban tặng đồ vật chân quý như thế. Nhất thời xấu hổ không chịu nổi, lời nói cũng nói không ra ngoài. Mỗi người kỳ ngộ đều không giống nhau, không cần hâm mộ người khác. Như vậy sẽ chỉ làm tâm cảnh của ngươi bị hạn chế, khó mà tiến bộ, tầm mắt cũng càng ngày càng nhỏ hẹp, cuối cùng chẳng khác gì người thường. Biết ý nghĩ của hắn, Trương Huyền giải thích, thanh âm xuyên thấu nội tâm, nhắm thẳng vào linh hồn. Mặc kệ là tu luyện giả hay người bình thường, đều phải gắng giữ tâm bình thản, hâm mộ, ghen ghét, oán hận. Những suy nghĩ này, sẽ chỉ làm trong lòng hắn khó yên, cuối cùng biến thành khôi lỗi của cảm xúc. Lưu Dương, ở trong rất nhiều đệ tử. Không xuất chúng, lại thêm gây họa, khó tránh khỏi có chút tự ti, lúc này mới cắn răng xoay người rời đi, hy vọng có thể xông ra một thế giới thuộc về mình, cho sư phụ nhìn, cũng cho đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã nhìn. Loại tâm tình này, đối người rèn luyện có chỗ tốt, có thể khiến người ta cứng cáp hơn, nhưng cũng rất dễ dàng để hắn đi vào góc chết, đối đãi sự tình không toàn diện. Trước đó hắn ở bên người, không có nói đến loại chi tiết này, giờ phút này vừa vặn giải thích một chút, nhắc nhở đối phương. Không nên đi nhầm vào lạc lối. Vâng, vẻ mặt Lưu Dương nghiêm túc. Muốn trở thành cường giả chân chính, lòng dạ nhất định phải rộng lớn, sở dĩ khổng sư vô địch thiên hạ, vạn thế không người có thể vượt qua, không phải hắn thiên phú cao bao nhiêu, mà là tâm hắn bao dung thiên hạ, tâm chứa muôn dân, hữu giáo vô loại. Thiên hạ không có người có loại lòng dạ như hắn, vì lẽ đó hắn có thể vượt qua cổ kim, trở thành đệ nhất nhân. Trong mắt Trương Huyền mang theo ngưỡng mộ, tự mình tiến vào khổng miếu, mới biết được vị cường giả này vĩ đại cùng đáng sợ. Thực lực của hắn, tuy có 102 cổ kim, nhưng hậu nhân nói đến, đều là truyền thụ thiên hạ, mà không nói thực lực, chỉ bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được nhân cách mị lực. Truyền thụ một hồi, thấy người học sinh triệt để rõ ràng, khúc mắc cũng thuận lợi mở ra, Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Học sinh này khuyết điểm lớn nhất chính là quá hiếu thắng, luôn so sánh với đám người Trịnh Dương. Đồng môn sư huynh đệ, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, so đo quá nhiều, rất dễ dàng để tâm tính mất cân bằng, cuối cùng họa tử trong nhà. Học sinh rõ ràng, Lưu Dương bừng tỉnh hiểu ra, không giấu dĩ chuyện này nữa, ánh mắt lộ ra vẻ áy náy, nghi ngờ nhìn lại. Lão sư lẻ loi một mình trở lại Vương Thành, là có sự tình gì? Chương 3425, chỉ điểm Lưu Dương 2.
ta tính toán đi Linh Hoàng Điện, tìm kiếm Long Huyết. Đối với học sinh, Trương Huyền cũng không có gì phải giấu giếm. Linh Hoàng Điện, Lưu Dương nhíu mày. Lão sư, tuy nơi này ta chưa đi qua, lại biết phòng ngự rất nghiêm, người ngoài căn bản không có cách nào đi vào. Ta biết, có điều có lý do nhất định phải tiến vào. Trương Huyền gật đầu. Hắn tới dị linh tộc, mục đích không phải là vì giúp thần Dung Hoàng báo thù, mà là muốn mượn tay đối phương, liên hệ linh thần, tìm kiếm Lạc Nhược Hy. Mà muốn làm được điểm ấy, đầu tiên phải có thực lực, Long Cốt Thần Thương tuyệt đối là phương pháp tăng lên sức chiến đấu nhanh nhất. Nhìn thái độ của lão sư, biết nhất định phải đi vào, Lưu Dương đứng dậy, mày nhíu lại thành cục. Linh Hoàng Điện, chừng 13 tầng phòng ngự, xem như vu hồn cũng không thể đi vào. Xông vào mà nói, cổ thánh cũng chưa chắc có thể thành công, hơn nữa mấu chốt nhất là, Long Huyết ở nơi nào cũng không biết, xông vào, một khi bị phát giác mục đích, còn muốn tìm tới liền khó khăn. Khẳng định không thể xông vào, không nói trước thực lực không đủ, một khi bị bắt, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nói, Long Huyết chỉ là tin đồn, cụ thể ở nơi nào, cũng không biết liền dùng sức mạnh, rất dễ dàng xuất hiện không may. Khẳng định phải trước nghĩ phương pháp trà trộn vào. Chuyện này, Trương Huyền cũng cân nhắc rất nhiều lần, trong lòng đã sớm có phương pháp. Chỉ có đi vào cung điện của đối phương, mới có thể tìm cơ hội. Thiên đạo thư viện mạnh mẽ, cũng cần trước nhìn thấy mới có thể xuất hiện thiếu hụt. Đối với Linh Hoàng Điện, hoàn toàn không biết gì cả, liền xông vào, tuyệt đối là hành động của mãng phu. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, gần đây có cơ hội gì tốt không? Tỷ như, hắn bị thần Dung Hoàng gây thương tích, có thể tìm y sư hỗ trợ trị liệu. Bị cánh tay ngoan nhân đâm thủng, thương tổn tới căn bản, mặc dù không nghe được tin tức thân thể Linh Hoàng đến cùng như thế nào, nhưng có thể suy đoán ra, tuyệt đối không có khôi phục nhanh như vậy. Nói cách khác, đối phương vô cùng có khả năng còn trị liệu, liền có khả năng cần y sư trợ giúp. Như vậy liền có cơ hội lẫn vào trong đó. Ta đi thăm dò. Thấy trong lòng lão sư đã có so đo, Lưu Dương cũng không nhiều lời, xoay người đi ra ngoài. Ở trong dị linh tộc mấy tháng, lại là truyền nhân thần Dung Hoàng coi trọng nhất, sớm đã nắm giữ hệ thống tình báo thuộc về mình. Chưa tới một canh giờ, đi trở về. Lão sư đoán không sai, Linh Hoàng Điện quả thực nhận người. Chỉ bất quá không phải y sư. Mang trên mặt vẻ kỳ quái, dường như được tin tức, chính Lưu Dương cũng có chút không dám tin tưởng. Không phải y sư, đó là cái gì? Trương Huyền cau mày. Thân thể bị trọng thương, khẳng định cần y sư trị liệu, người bình thường nếu như muốn chữa khỏi, hẳn không dễ dàng như vậy, đoán chừng cần hội chẩn. Vì lẽ đó, hắn mới phỏng đoán có tìm y sư hay không. Nếu như có thể nhân cơ hội lẫn vào trong đó. Là, Lưu Dương dừng lại một chút, nói. Bọn họ tìm giám bảo sư. Chương 3426, hung hăng giám bảo sư 1. Giám bảo sư, Trương Huyền nhíu mày. Chiêu y sư, độc sư, thậm chí một ít người nắm giữ năng lực đặc thù, cũng có thể lý giải, giám bảo sư. Có thể làm gì? Danh sư đừng quyết định chức nghiệp thượng, trung, hạ cửu lưu, ở dị linh tộc, mặc dù không thành hệ thống, cũng không có công hội đối ứng. Nhưng có lưu lại truyền thừa, không ít người nắm giữ loại năng lực này. Chỉ bất quá kém xa danh sư đại lục mà thôi. Giám bảo sư thuộc về bình thường trong hạ cửu lưu chức nghiệp, đối với trị liệu thương thế không có bất kỳ trợ giúp gì, tìm loại người này làm gì. Có sai lầm hay không? Vâng, ta cũng không tin, chuyên môn phái người hỏi thăm nhiều lần, mới xác định được. Sau khi Linh Hoàng trở về, thâm cư không ra ngoài, nhưng một mực không có tìm y sư, mà đều là giám bảo sư. Lưu Dương nói, bị trọng thương, không tìm y sư trị liệu, lại tìm giám bảo sư. Chẳng lẽ ước định giá cả cho thương thế của mình? Sự tình ra khác thường tất có yêu dị. Việc này, chính tai nghe nói, cũng cho rằng khó tin. Trong đầu nhất thời toát ra mấy cái giám bảo sư đứng ở một bên, nhìn thần Linh Hoàng nằm ở trên giường. Cái thương thế này tốt a hát, ít nhất giá trị 800 viên linh thạch tuyệt phẩm. Không đúng, ngươi nhìn thương thế kia. Là cổ thánh lưu lại mấy vạn năm trước, tạo dáng kỳ lạ, vết thương mang theo hoa văn đặc thù, không có một vạn linh thạch tuyệt phẩm, tuyệt không thể bán ra. Một vạn liền muốn mua sắm, nằm mơ a, cổ thánh bình thường cũng có cái giá tiền này, huống chi. Làm sao càng nghĩ càng thấy hoang đường. Mặc kệ mục đích của hắn như thế nào, cũng phải đi qua nhìn một chút. Lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ lung ta lung tung trong đầu, Trương Huyền nói. Lão sư có tính toán gì không?
Lưu Dương hỏi. Đã tìm giám bảo sư, những giám bảo sư này khẳng định sẽ có địa phương khảo hạch a. Mang ta đi nhìn một chút. Dung Hoàng bị giết, Linh Hoàng đã là dị linh tộc đệ nhất hoàng giả, cung điện của hắn muốn tuyển nhận giám bảo sư, chỉ cần thả ra tin tức, nhất định có thể dẫn tới vô số người đến đây. Người tới cũng không có khả năng toàn bộ đều thông qua khảo hạch, đã như vậy, vừa vặn đi qua nhìn một chút, thuận tiện kiếm cái thân phận. Quả thực có địa phương khảo hạch, ta có thể mang lão sư đi qua. Lưu Dương gật đầu. Không cần, thân phận của ngươi bây giờ mẫn cảm, tụ tập không ít ánh mắt, ta một người đi, ngược lại càng thêm an toàn. Trương Huyền xua tay. Cũng tốt. Lưu Dương không có kiên trì. Thân là truyền nhân được thần Dung Hoàng coi trọng nhất, sớm đã bị người của Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng nhìn kỹ, hiện tại nếu mang một người ra ngoài, quả thực phiền phức không ít. Rời tĩnh thất, Trương Huyền đi tới vị trí Lưu Dương nói. Là thương hội bán bảo vật, muốn đi vào Linh Hoàng Điện, đầu tiên phải có thực học, mà ở trong đó có vô số bảo vật, vừa vặn là vị trí khảo hạch tốt nhất. Ngụy trang thành một dị linh tộc bình thường, Trương Huyền đi theo đám người tiến vào bên trong. Thương hội cực kỳ náo nhiệt, tuy so sánh với nhân loại thì kém không ít, nhưng bảo vật không kém chút nào, đủ loại dược liệu chân quý, khung xương thánh thú, xem như hắn, không ít cũng không gọi ra tên. Khó trách hấp dẫn không ít người đến đây mạo hiểm, những dược liệu này, dược hiệu quả thực vượt qua danh sư đại lục. Chương 3427, hung hăng giám bảo sư 2. Vừa đi Trương Huyền vừa gật đầu. Đám người Ngô Khoáng mạo hiểm đi tới dị linh tộc, tự nhiên không phải vì chơi. Dược liệu nơi này, tuy số lượng thưa thớt hơn danh sư đại lục, nhưng bị huyết nguyệt cùng sát lục chi khí xâm nhập, dược lực càng thêm hùng hậu. Giống như cây cối sinh trưởng trong sa mạc, sinh mệnh lực mạnh hơn. Bất quá, những vật này đối với những khác người mà nói, cực kỳ chân quý, đối với hắn mà nói, không tính là cái gì, nhìn một hồi, liền dọc theo phương hướng Lưu Dương nói, tiếp tục đi về phía trước. Ta nói đồ vật này là phế phẩm, vậy chính là phế phẩm, làm sao, dám nghi ngờ ánh mắt của ta. Còn chưa đi xa, liền nghe một thanh âm không vui vang lên, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một lão giả hai tay chắp sau lưng, đứng ở trước một gian hàng, ánh mắt lạnh lùng. Đại nhân, gốc thanh diệp hoàng này, thật sự là ta cửu tử nhất sinh mới được, còn bởi vậy làm mất đi một bàn tay. Tuyệt đối không có nửa điểm nói ngoa. Một trung niên tràn đầy gấp gáp. Theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy tay trái của người nọ sớm đã đứt rời, thương thế đến bây giờ không có lành hẳn. Chỉ cần là thương nhân, đều sẽ nói như thế. Bản thân thê thảm cỡ nào, sau đó khuyết đại một cái lai lịch, những thứ này. Không cần ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Biểu lộ trên mặt lão giả không có biến hóa, lông mày nâng lên, vung ống tay áo. Thanh Diệp Hoàng cùng đoạn ngôn thảo cực kỳ giống nhau, giá cả lại tăng không biết gấp bao nhiêu lần, của ngươi rõ ràng chính là đoạn ngôn thảo, còn muốn giả mạo. Có tin hiện tại ta báo lên, lấy tội danh bán thuốc giả bắt ngươi hay không? Ta thật không có bán thuốc giả. Người tàn tật nghe được muốn bắt người, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Tốt, niệm tình ngươi cũng không dễ dàng, cái này thuốc giả, tuy là không đáng giá, ta vẫn là thiện tâm, mua, hai cái đại dung tệ. Nói xong ngón tay búng một cái, hai đồng tiền xu lăn xuống. Đại dung tệ, là kim tệ thần Dung Hoàng phát hành, sức mua có hạn, 10 đồng mới có thể mua sắm một viên hạ phẩm linh thạch, hai đồng đại dung tệ, tương đương với tặng không. Hai đồng, thanh diệp hoàng của ta, có thể bán ra chỉ ít 20 vạn. Người tàn tật vẻ mặt lo lắng. Thanh diệp hoàng thật, có thể bán ra hơn 20 vạn đại dung tệ, hiện tại chỉ cho 2 đồng, chênh lệch thực sự quá lớn. Ở đâu ra nói nhảm, lão gia nhà chúng ta là giám bảo sư thông qua linh hoàng thân khảo hạch, nói của ngươi là đoạn ngôn thảo, chính là đoạn ngôn thảo, lại nói nhảm, tin ta xốc sạp hàng của ngươi, cũng không ai dám nói cái gì hay không. Thấy hắn còn muốn nói nhảm, một người hầu ở sau lưng lão giả hừ lạnh. Chức nghiệp giám bảo sư, tuy không tính quá cao cấp, nhưng ở thương hội là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói đồ vật của ngươi là thật, giả cũng là thật, nói là giả, thật cũng là giả. Danh sư đại lục, bởi vì có công hội hạn chế, cả đời chỉ có 3 cơ hội phạm sai lầm, mà ở đây không có hạn chế, đã thành tồn tại người người kính sợ trong thương hội. Xem ra tên này là không muốn dùng tiền, lại muốn cướp thanh diệp hoàng của đối phương. Trương Huyền lắc đầu. Tuy đối với dược vật của dị linh tộc biết không nhiều, nhưng thân là giám bảo sư, linh tính cùng dược lực của dược liệu, vẫn có thể tùy tiện nhìn ra được. Đối phương cướp đoạt cây dược liệu này,
dược hiệu mạnh mẽ, tuyệt đối không chỉ 2 đồng đại dung tệ. Hiển nhiên, vị giám bảo sư này biết rõ ràng, cố ý dùng đoạn ngôn thảo tới lừa gạt, muốn cứng rắn cướp. Thật ra thì loại sự tình cố ý giám định thành giả, lừa gạt người bán, cuối cùng giá rẻ mua sắm, giá cao bán ra, ở kiếp trước nhìn mãi quen mắt, huống chi nơi này. Người xung quanh cũng rõ ràng, lại không người dám nói cái gì. Sợ vị này chạy tới, cũng tùy tiện giám định một lần. Đồ vật của bọn họ liền không bán ra được. Đã như vậy, vừa vặn ta thiếu cái thân phận. Vốn còn muốn tiếp tục đi xem địa phương linh hoàng khảo hạch giám bảo sư có cơ hội hay không, giờ phút này nhìn thấy tên kia, Trương Huyền mỉm cười, lại không tiến lên. Dù sao tìm ai cũng là tìm, tên này đã quang minh chính đại bắt nạt người như vậy, liền không có gánh nặng trong lòng gì. Chương 3428, Linh Hoàng Điện 1. Cướp đi thanh diệp hoàng của đối phương, vị giám bảo sư này cũng không nói nhảm, ngửa đầu đi ra ngoài, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sát tới. Ra thương hội, đi một hồi, thấy hắn đi vào một ngõ nhỏ, cong ngón tay búng một cái. Vị giám bảo sư hung hăng kia mắt tối sầm lại, giống như lâm vào một thế giới khác, ngay sau đó thân thể run rẩy, hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Trương Huyền là bất hủ cảnh đại viên mãn, đối phó một giám bảo sư thánh vực thất trọng, dễ như trở bàn tay. Siêu hồn. Chẳng muốn nói nhảm, tinh thần lực lập tức xâm nhập trong đối phương óc, sau một khắc, đối với thân phận cùng lai lịch của hắn, đã rõ như lòng bàn tay. Muốn lẫn vào Linh Hoàng Điện, tùy tiện ngụy trang một cái thân phận, khẳng định là không thể thực hiện được, đối phương tất nhiên sẽ tỉ mỉ thẩm tra. Trương Huyền tới đây, mục đích cũng không phải khảo hạch, mà là tìm một gia hỏa chân thực tồn tại, tiến hành ngụy trang. Như vậy vô luận kiểm tra như thế nào, cũng không có chút sơ hở. Khai ủng thành giám bảo sư, ổ thao, đã thông qua được Linh Hoàng khảo nghiệm, đang định đi Linh Hoàng Điện, như vậy tốt nhất, miễn đi không ít phiền phức. Thông qua siêu hồn, rất nhanh biết toàn bộ nội tình của tên này, cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Dầm, vị giám bảo sư ỷ thế hiếp người kia cùng hạ nhân của hắn lập tức biến thành cho bụi. Triệt để biến mất khỏi thế giới, mà đồ vật đại biểu thân phận của hắn, xuất hiện ở trong tay Trương Huyền. Đi Linh Hoàng Điện. Phù lục ngụy trang lấp lánh, thân thể xuất hiện biến hóa, thời gian nháy mắt liền giống như ổ thao, thân nhất cũng không thể nhận ra, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, dựa theo ký ức của đối phương, đi tới Linh Hoàng Điện. Dị Linh ba đại hoàng giả, mỗi người có cung điện riêng, thành hình tam giác bao phủ vương thành, Linh Hoàng Điện cách nơi này không tính quá xa. Đi qua 7-8 đường phố, liền thấy thành cung nguy nga đứng sừng sững ở trước mặt. Tay cầm lệnh bài đại biểu thân phận đưa tới, liên tục bị kiểm tra 7-8 lần, xác định là bản thân, lúc này mới thuận lợi tiến vào bên trong. Ổ thao giám bảo sư, mời tới bên này. Rất nhanh, một hộ vệ tiến lên đón. Thông qua ký ức của đối phương, Trương Huyền cũng không tìm được mục đích Linh Hoàng mời giám bảo sư, hẳn là vị ổ thao này cũng không rõ ràng, lúc này nhìn về phía hộ vệ trước mắt, thấp giọng. Không biết Linh Hoàng tìm chúng ta tới là vì chuyện gì. Ta cũng tiện sớm chuẩn bị, tranh thủ có thể có biểu hiện tốt hơn. Nói xong, đưa qua một viên linh thạch tuyệt phẩm. Hộ vệ cũng không tiếp nhận, mà thanh âm lạnh lùng. Để ngươi làm cái gì thì làm cái đó là được, nơi này không cần ngươi đùa nghịch khôn vặt. Đúng, đúng. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Ta chỉ là kết giao bằng hữu, không có ý tứ gì khác, mong huynh đệ nhận lấy. Trần chờ một chút, hộ vệ cầm linh thạch, cổ tay khẽ đảo, thu vào nhẫn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, tiếp tục đi đến phía trước, vừa đi thanh âm giảm thấp xuống truyền đến. Lần này tìm các ngươi tới, cần các ngươi tính toán giá trị chuẩn xác của mỗi một kiện bảo vật, không thể xuất hiện một chút sai lầm, lại không thể nói ra ngoài, nếu không, bị giết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Giám bảo sư. Tuy có thể chuẩn xác ước định giá trị bảo vật, nhưng cũng sẽ căn cứ thân phận chủ nhân của bảo vật khác biệt, kèm theo một ít giá trị đặc thù, như vậy liền không quá tinh chuẩn. Chương 3429, Linh Hoàng Điện 2. Giống như tranh tôm, họa sĩ bình thường cùng tề bạch thạch, dù vẽ bản thân cũng không cách nào nhận ra, nhưng giá cả vẫn sẽ chênh lệch mấy chục lần, gấp trăm lần. Ghi nhớ liền tốt, ta trước mang người tới, còn sẽ an bài nhiệm vụ gì? Ta chỉ là hạ nhân, cũng không rõ ràng. Hộ vệ nói một câu, lại không còn tiếng vang. Xem ra hắn chỉ biết nhiều như vậy. Làm phiền. Lại lấy ra một viên linh thạch tuyệt phẩm đưa tới, Trương Huyền nhíu mày. Nghe giọng nói của đối phương,
vậy mà thật để người ta tới giám bảo. Ở trong Khổng Miếu, vị linh hoàng này bị thương nặng là tận mắt nhìn thấy, không có vẫn lạc, cũng đã nói rõ tích lũy hùng hồn, trở lại nơi ở của mình, không tìm người trị thương, ngược lại tìm giám bảo sư. Làm người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Theo sau lưng, thời gian không dài, đi tới một cung điện rộng lớn. Trên giá đại sảnh bày đủ loại bảo vật, không ít giám bảo sư chạy ở trong đó, cẩn thận giám định. Trở ra, từ bảo vật thứ nhất bắt đầu, giám định xong, đưa người tính ra giá trị, để vào trong dương đối ứng, không cho phép giao lưu, cũng đừng trò chuyện, một khi phát hiện, giết không tha. Đi vào gian phòng, một hộ vệ khác tiến lên đón, trên người mang theo mùi vị thiết huyết băng lãnh. Biết là quy củ của nơi này, Trương Huyền cũng không nhiều lời, gật gật đầu, theo sau lưng đi tới trước mặt giá đỡ chứa đựng bảo vật. Phía trước bảo vật, quả nhiên có cái dương, có chút giống dương tuyển cử, chỉ có để đồ vật viết ra vào trong đó, bốn phía điêu khắc phong ấn đặc thù, thần thức không cách nào dò xét, cũng không nhìn thấy nội dung những người khác viết. Tìm nhiều giám bảo sư như vậy, mỗi một cái đều giám định bảo vật tương đồng. Chẳng lẽ vẫn như cũ là khảo nghiệm? Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy giám bảo sư trước đó tới, đã giám định xong bảo vật nơi này, để giấy vào dương, tiếp tục tiến lên. Nói cách khác, mỗi một bảo vật nơi này, đều phải bị mỗi người giám định một lần, còn giá cả như thế nào, liền nhìn năng lực của người. Nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra, Trương Huyền biết không phải là thời điểm do dự, đi tới trước mặt kiện bảo vật thứ nhất. Là một khoáng thạch đen thui, nhìn một cái, nhận không ra chất liệu. Bàn tay Trương Huyền nhẹ nhàng chạm đến, trong đầu hiện ra một quyển sách. Lạc tinh thạch, đặc sản của vực sâu thiên nam, nắm giữ tác dụng bình phục tâm ma. Trên thư tịch ghi chép giá trị cùng thiếu sót cụ thể của tảng đá kia. Xem xong nội dung, Trương Huyền cũng không gấp gáp viết, mà làm bộ nghiên cứu phút chốc, lúc này mới tay lấy ra thẻ trống, suy tính ra giá cả viết lên. Tính toán đơn vị, đương nhiên là đại dung tệ cùng linh thạch tuyệt phẩm. Để thẻ vào dương, đi thẳng về phía trước. Đồng dạng là một khoáng thạch, số lượng cực kỳ thưa thớt, giá cả cùng không kém lạc tinh thạch nhiều. Đi một hồi, phát hiện liên tục 5 bảo vật, rõ ràng đều là tảng đá, Trương Huyền nhăn mày lại. Giám định tảng đá không khó, chỉ cần số lượng kiến thức đủ lớn, rất dễ dàng biết giá trị, chỉ là tảng đá liên tiếp, hơn nữa giá cả đều không kém nhiều, đối phương đến cùng đang làm gì. Liên tục 10 cái, thì là một ít cây cối chân quý. Có tươi mới, có niên kỷ lâu, sớm đã khô héo, phân biệt lên hết sức phức tạp, Trương Huyền ngụy trang thành ổ thao, biết năng lực của hắn, cố ý thả tốc độ chậm lại. Có chút cây cối giả bộ như giám định không ra, lấy thư tịch xem xét tỉ mỉ, dường như muốn từ đó tìm ra đáp án. Tốt, ngày hôm nay đến đây là kết thúc, các vị mời đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục. Không biết qua bao lâu, một thanh âm vang lên, ngay sau đó một người trung niên đi tới trung tâm đại sảnh. Chương 3430, dò xét linh hoàng cung 1. Quay đầu nhìn lại, Trương Huyền nhíu mày. Người trung niên này vậy mà cũng giống như mình, cũng là bất hủ cảnh đại viên mãn. Rốt cục nghỉ ngơi. Vừa vặn ta trở về nghiên cứu một chút tư liệu. Những bảo vật này thực sự quá khó phân biệt. Nghe được nghỉ ngơi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong phòng vang lên tiếng nói thầm. Bảo vật trong căn phòng, càng về sau càng khó giám định. Cho dù mọi người nơi này đều là giám bảo sư đứng đầu nhất của dị linh tộc, cũng không ít không nhận ra. Giờ phút này nghỉ ngơi, vừa vặn có thể đi kiểm tra tư liệu, nếu không, tùy tiện định giá, làm không cẩn thận thật sẽ bị chém giết. Chư vị, mời tới bên này. Giao phó xong, lại có mười mấy hộ vệ đi vào, mỗi một cái đều dẫn theo một vị giám bảo sư, phía trước Trương Huyền cũng là một hộ vệ mặc hắc giáp. Tuy trong lòng kỳ lạ, nhưng cũng biết, hỏi nhiều sẽ chỉ làm người nghi ngờ. Lúc này cái gì cũng không nói, theo sát ở sau lưng, từng bước một tiến về phía trước. Chỉ chốc lát đi tới một nơi ở, giống như ký túc xá của học sinh, chia làm từng gian phòng. Hắn được an trí ở bên trong. Đừng đi ra ranh giới, không cho phép giao lưu, muốn kiểm tra thư tịch, có thể trước thời hạn xin, nếu như linh hoàng cung có, sẽ mang tới cho ngươi. Muốn tu luyện, khôi phục tinh lực, đồng dạng có thể xin dược vật trợ giúp. Hộ vệ mở cửa ra, bàn giao nói. Vâng. Trương Huyền gật đầu, đi vào gian phòng. Trong gian phòng, nắm giữ trận pháp ngăn cách, Ngọc Phù đưa tin không cách nào sử dụng, xem ra đối phương vẫn lo lắng những giám bảo sư này trao đổi lẫn nhau. Một khi giao lưu, giá cả liền có thể hoàn toàn tương đồng, lại không cách nào phán đoán giá trị chuẩn xác của bảo vật.
Kẹt kẹt. Cửa phòng đóng lại, Trương Huyền ngồi xuống. Tĩnh thất không lớn, chỉ có hơn 40 mét vuông, bàn ghế, địa phương nghỉ ngơi, đầy đủ mọi thứ, tường bốn phía, có linh thạch tuyệt phẩm sắp đặt mà thành trận pháp, cung cấp đầy đủ linh khí, dù là mỏi mệt, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng có thể ung dung khôi phục. Vừa vặn thừa cơ hội này, dò xét vị trí long huyết một chút. Hít sâu một hơi, thân thể Trương Huyền bất động, vu hồn từ mi tâm nhảy ra. Hắn tới đây, không phải làm giám bảo sư, đã có nhàn rỗi, tự nhiên phải đi tìm vị trí cụ thể của long huyết. Vu hồn vô hình vô chất, yên tĩnh huyền phù ở trong gian phòng, lặng lẽ đi thẳng về phía trước, vừa tới đến trước cửa, liền cảm thấy một cỗ lực lượng cản trở đường đi. Lại là trận pháp ngăn trở vu hồn. Trương Huyền liếc mắt nhìn, giật mình. Vu hồn sư ở danh sư đại lục biến mất không thấy hình bóng, bởi vậy ở trên danh sư đường cùng đại lục đều không có thiết trí loại trận pháp này, nhưng dị linh tộc có loại nghề nghiệp này tồn tại. Vì lẽ đó, không ít địa phương liền có trận pháp ngăn chặn vu hồn, để hắn không cách nào thông qua. Xông vào mà nói, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Minh Lý chi nhãn. Trong mắt xuất hiện hoa văn, rất nhanh liền tìm được sơ hở trong trận pháp, nhẹ nhàng vụt qua, chui ra ngoài. Hô! Cửa phòng xuất hiện một khe hở, lặng yên không tiếng động chui ra. Ngươi ở nơi này. Chương 3431, dò xét linh hoàng cung 2. Trong hành lang, vẫn như cũ có hộ vệ mang theo giám bảo sư đi tới, an bài chỗ ở. Nhẹ nhàng vụt qua, Trương Huyền kề mặt tường, bay ra ngoài. Vu hồn của hắn giống như chân khí, đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, muốn không cho những hộ vệ này phát hiện, thực sự quá đơn giản. Rời kiến trúc, Trương Huyền không dám bay quá cao, đây là linh hoàng điện, trận pháp hắn cũng không sợ hãi, nhưng cổ thánh khẳng định nắm giữ không ít, một khi bị phát hiện, trốn chỉ sợ cũng trốn không thoát. Cung điện của dị linh tộc, tuy không giống danh sư đại lục chú ý địa lý, địa thế, nhưng đủ loại phù văn điêu khắc, đồng dạng vững như thành đồng. Coi như linh hoàng bị thương nặng, thật muốn trốn ở chỗ này không ra, dựa vào đám người dung hoàng, muốn chém giết, gần như không có khả năng thành công. Dọc theo hành lang đi về phía trước, trong đầu phác họa ra toàn bộ hình dáng phủ đệ, Trương Huyền âm thầm sợ hãi thán phục. Kiến trúc của danh sư đại lục, trước khi xây dựng, bình thường sẽ tìm một nơi thích hợp, hội tụ phong thủy, sau đó mượn núi sông địa lý, linh khí trong thiên địa, tụ tập lại. Phương thức của dị linh tộc lại khác biệt, trên tường mặt đất, đều điêu khắc phù văn đặc thù, mặc dù không có ưu thế địa lợi, lại đồng dạng có thể để cho toàn bộ phủ đệ linh khí đầy đủ, thích hợp tu luyện. Cái trước, thuận theo tự nhiên, mặc dù hội tụ linh khí, lại không phá hư hoàn cảnh, thuộc về có thể phát triển lâu dài, mà người sau, tương đương với kéo ra linh khí của địa phương khác, không đi quản những người khác chết sống, có vẻ hơi tàn nhẫn, vô nhân đạo. Có lẽ đây cũng là dị linh tộc cùng nhân tộc khác biệt. Không có một chút khí tức long huyết. Đi tiếp cận hai canh giờ, linh hoàng điện hầu như đều bị xoay một lần, không tìm được tung tích long huyết, thậm chí trước đó Bạc Huân cổ thánh nói long lân thảo cũng không phát hiện. Bạc Huân cổ thánh biết, là tin tức 3.000 năm trước, chẳng lẽ long huyết đã không tồn tại nữa. Chỉ còn lại có cung điện kia không tiến vào. Lại phi hành một đoạn thời gian, Trương Huyền khóa chặt một chỗ cuối cùng. Tẩm điện của thần linh hoàng. Bởi vì có khí tức cổ thánh, một mực không dám vào. Địa phương khác, không có phát giác được long huyết, nếu quả thật có, khả năng ngay ở chỗ này. Mặc kệ có cổ thánh hay không, cũng phải vào xem. Hít sâu một hơi, Trương Huyền nhướng mày. Vì long huyết mà đến, không đi thăm dò, tương đương với công lao đổ biển. Áp chế năng lượng toàn thân đến thấp nhất, Minh Lý chi nhãn vận chuyển nhìn sang cung điện. Bốn phía mơ hồ có một đạo phong ấn đặc thù bao phủ, cho dù là vu hồn, tiến vào bên trong cũng sẽ bị phát giác. Biết nguy hiểm, Trương Huyền cũng không gấp gáp, mà chờ đợi thời cơ. Giấu ở trong một cây đại thụ, khí tức toàn thân ẩn nấp đi. Tâm cảnh đạt tới cổ thánh, bất luận gặp được sự tình gì, cũng sớm đã không có chút rung động nào, tùy tiện xông vào, bị đối phương phát hiện, còn không bằng yên tĩnh chờ ở đây. Chỉ cần có người cư trú, khẳng định sẽ có người ra vào, đối với hắn mà nói, chính là cơ hội. Những giám bảo sư giám kia thế nào rồi? Chờ gần nửa canh giờ, quả nhiên nghe được có âm thanh vang lên. Lặng lẽ nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy trung niên nhân tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn trước đó ở đại điện, đang theo sau lưng một lão giả đi tới. Vị lão giả này khí tức ẩn giấu ở trong cơ thể, nhìn không ra sâu cạn, có điều trong đôi mắt để lộ ra cảm giác áp bách nồng đậm,
dường như bị nhìn lên một cái, bất kỳ ngụy trang cùng che giấu gì, đều sẽ bị phát giác, giấu giếm không xong. Cổ thánh, đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Không có đoán sai, thực lực của lão giả này, khẳng định đạt đến cổ thánh. Không hổ là tẩm cung của Linh Hoàng, quả nhiên có loại cường giả này tồn tại. Xác định thực lực vị này, không dám có bất kỳ động tác, ngừng thở, vu hồn của Trương Huyền ẩn giấu ở trong cây cối, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ để lộ ra cái gì, bị đối phương phát giác. Đã có người sắp giám định xong, chỉ bất quá, giá trị còn không dám xác định, dám bảo sư của linh tộc chúng ta, so sánh với danh sư đại lục vẫn kém một đoạn rất lớn. Trung niên nhân than thở. Chương 3432, vu hồn sư cổ thánh 1. Danh sư đại lục, làm bất cứ chuyện gì, đều chú ý quy củ, linh tộc vừa vặn là địa phương không có quy củ, không ít dám bảo sư ăn nói lung tung, giá tiền của vật phẩm cũng vô cùng kỳ quặc, chướng khí mù mịt. Lão giả cổ thánh lắc đầu, tựa hồ đối với loại sự tình này cũng có chút không ưa. Sĩ linh tộc mạnh được yếu thua, nghề nghiệp dám bảo sư này, dựa vào nhãn lực cùng thanh danh ăn cơm, thực lực chân chính chỉ có thể nói bình thường, đối với giám định một ít bảo vật bình thường, có lẽ có thể nói thật, nhưng một khi gặp được cường giả, sẽ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai cũng không biết, có thể bị cường giả dưới cơn nóng giận giết hay không. Bởi vì nhãn lực không được, mua hàng giả, tìm giám bảo sư tới phân biệt, lại bởi vì người sau nói thật, mà bị xử tử. Xuất hiện qua không ít. Vì lẽ đó, giám bảo sư nói, 7 phần giả, 3 phần thật. Nhưng loại nghề nghiệp này, còn nhất định phải tồn tại, nếu không thị trường sẽ loạn hơn. Thời điểm ngươi an bài nhiệm vụ cho bọn hắn, có rõ ràng yêu cầu, muốn số liệu chân thực, mà không phải khoa trương hay không. Cổ thánh lão giả nói. Đặc biệt bàn giao, có điều vẫn còn có chút người viết ra giá cả, có chút không hợp thói thường. Trung niên nhân nói. Không hợp thói thường, đẩy ra ngoài giết. Giết mấy người, chắc hẳn liền thành thật, không dám viết linh tinh. Cổ thánh hừ một tiếng, sát khí trên người lão giả lan tràn ra, bốn phía giống như trong nháy mắt lâm vào thế giới băng xương, Trương Huyền ẩn thân ở trong đại thụ, bị xâm nhập, lá cây trở nên khô vàng. Cường giả cổ thánh quá cường đại, tùy tiện tiết lộ một tia lực lượng, cũng làm người khó có thể chịu đựng. Cỗ khí tức này, trong lòng Trương Huyền hơi động, đối phương tỏa ra mới nhìn như khí tức băng xương, trên thực tế lại mang theo cảm giác âm hàn, cho người ta một loại cảm giác rơi xuống địa ngục. Có thể tỏa ra loại lực lượng này, chỉ có một. Vu hồn sư. Chẳng lẽ lão giả này, là cổ thánh trong vu hồn sư? Hắn phát giác được đối phương không đúng, lão giả dường như cũng phát giác được trong cây cối có vu hồn tồn tại, nhíu mày một cái. Mặc linh cổ thánh, làm sao vậy? Thấy hắn biểu lộ không đúng, trung niên nghi ngờ nhìn qua. Không có gì. Khoát tay áo, mặc linh cổ thánh dặn dò một tiếng. Người đi về trước đi, cứ dựa theo ý của ta, trước giết mấy cái, hơn nữa cho bọn họ nhìn, đoán chừng rất nhanh liền thành thật. Vâng. Trung niên nhân gật đầu, không nói nhiều, xoay người quay trở về, thời gian không dài, biến mất tại nguyên chỗ. Thấy hắn rời đi, lão giả cũng không tiến lên cũng không rời đi, mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chẳng lẽ bị phát hiện? Trương Huyền ẩn thân ở trong đại thụ, khóe miệng nhìn không được co lại. Hắn ẩn nấp không dám nói thiên hạ đệ nhất, tâm cảnh đột phá 30. Không, cổ thánh muốn phát giác cũng rất khó. Vừa rồi nghi ngờ, hồn lực ba động một chút, ngay sau đó liền bị áp chế lại, dựa theo tình huống bình thường, xem như linh hoàng đích thân đến, muốn phát hiện cũng không quá dễ dàng, vị này làm sao có thể phát giác. Đi, thấy lão giả đứng tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần dường như khóa chặt bản thân, biết không trốn nữa, sẽ không có cơ hội, lúc này Trương Huyền không dám do dự. Vu hồn vụt qua, thẳng tắp chui vào mặt đất. Nhìn không được ư. Thấy hắn động đậy, lão giả mặc linh cổ thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt đột nhiên mở ra, lóe ra quang mang chói mắt, tựa như nhật quang, ngay sau đó bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh. Ầm ầm. Đại địa lập tức đung đưa, một làn sóng năng lượng từ dưới chân hắn nhộn nhạo ra, tựa như thủy văn. Vu hồn của Trương Huyền, mới vừa tiếp xúc mặt đất, vốn có thể ung dung chui vào, lần này lại giống như đâm vào tấm thép. Bị thủy văn ngăn ở bên ngoài, lảo đảo té ngã trên đất. Nguy rồi. Thấy đối phương tùy tiện một cước, liền chặn lại đường đi của hắn, vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Hắn hiện tại chỉ là vu hồn đơn thuần, yêu dị huyền đao, ngoan nhân, long cốt thần thương đều không có mang ở trên người, thật bị vị cổ thánh này vây ở đây, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hô! Chương 3433, Vu Hồn Sư Cổ Thánh 2. Biết mặt đất bị phong ấn, muốn chạy trốn gần như không có khả năng, vu hồn của Trương Huyền nhảy dựng, bỗng nhiên xông tới trên không. Để ngươi chạy mất, cổ thánh như ta cũng sẽ không cần làm. Lão giả nhướng mày, cổ tay lăng không nâng lên. Phần phật, một đạo khí thức âm hàn bao phủ bốn phía, Trương Huyền người còn chưa tới trên không, lần nữa cứng đờ, như rơi vào đầm lầy. Phá, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng điểm một cái. Phần phật, không gian bốn phía kích động, xuất hiện vết rách. Trước đó hắn cần phải mượn long cốt thần thương mới có thể phá vỡ không gian, hình thành thông đạo, hiện tại tu vi đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, tiện tay một chỉ, liền có thể ung dung hoàn thành, cực kỳ đơn giản. Hừ, dường như sớm biết hắn sẽ có cử động như vậy, khóe miệng Mặc Linh cổ thánh nâng lên, bàn tay hợp lại. Khe hở xé ra lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vừa rồi còn có thể phá vỡ không gian, thời gian nháy mắt cứng rắn như sắt, cho dù thực lực của Trương Huyền cũng lôi kéo bất động. Cổ thánh thực sự quá cường đại, không có ngoan nhân, yêu dị huyền đao, lấy thực lực Trương Huyền bây giờ, căn bản không có cách nào chống lại. Thiếu hụt, biết bị nhốt lại, thật khả năng vẫn lạc, không dám tiếp tục giữ lại át chủ bài, tinh thần Trương Huyền nhanh chóng vận chuyển. Dầm, thư viện chấn động, trong đầu nhiều ra một quyển sách. Ngón tay vội vàng điểm, nội dung thư tịch lập tức chảy vào trong óc. Thời gian nháy mắt, không gian trước mắt bị giam cầm. Toàn bộ thiếu hụt xuất hiện ở trong trí nhớ. Thì ra là thế. Trương Huyền giật mình. Đối phương là mượn vu hồn phong cấm không gian, thoạt nhìn chắc chắn, trên thực tế lại có không ít sơ hở. Vu hồn lui về phía sau, bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái. Dầm. Vừa vặn điểm một chỗ thiếu hụt, không gian vừa mới củng cố, xuất hiện vết rách. Không nghĩ tới một vu hồn chỉ có bất hủ cảnh, tùy tiện phá giải phong cấm của hắn, Mặc Linh cổ thánh nhíu mày. Lại không cố kỵ thân phận, lăng không chảo một cái. Liếc mắt nhìn ra đối phương tồn tại 7-8 cái thiếu hụt, Trương Huyền cũng không tránh né, bỗng nhiên xông lên. Phần phật, thân ảnh đã đi vào khe hở, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên toa không gian rời đi. Lưu lại cho ta. Thấy tên này đối mặt công kích của mình cũng dám xé rách không gian rời đi, vẻ mặt Mặc Linh cổ thánh âm trầm, hai tay đại khai đại hợp. Khe hở ở dưới lực lượng chèn ép, lần nữa hội tụ. Chỉ cần không kiên trì nổi, liền sẽ bị quấy thành bụi phấn. Trương Huyền không bối rối, phun ra một ngụm chọc khí, cánh tay vu hồn thời gian nháy mắt hóa thành dài hơn 10 trượng, bỗng nhiên nhấn tới. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Lực lượng của Mặc Linh cổ thánh lập tức gián đoạn, kìm lòng không được lui về sau hai bước. Hô! Vu hồn kìm nén không được, từ mi tâm nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ sân nhỏ gió lạnh mãnh liệt, khí tức âm xâm bao phủ thiên địa. Cáo từ. Phần phật. Hắn vu hồn vừa mới rời thân thể, một thanh âm nhàn nhạt vang lên ở bên tai, ngay sau đó, khe hở trước mắt hồ biến mất, vu hồn vừa rồi đã mất đi tung tích. Chương 3434, truy xét 1. Thân thể cứng đờ, vu hồn to lớn của Mặc Linh cổ thánh vội vàng nhảy đến trên không, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy rất nhiều sân nhỏ yên tĩnh, tất cả trận pháp không có một chút dấu vết xúc động, như không người đến qua. Chạy thoát rồi. Đồng tử co rút lại, vẻ mặt Mặc Linh cổ thánh âm trầm như băng. Hắn là người mạnh nhất trong vu hồn sư, một thân tu vi sâu không lường được, vốn cho rằng đối phương ở trước mặt mình múa rìu qua mắt thợ, tùy tiện liền có thể bắt lấy, làm sao cũng không nghĩ đến, vu hồn rời thân thể, cũng bị đối phương từ dưới mí mắt trốn mất. Khẳng định không có chạy đi. Con mắt tựa như tia chớp, nhìn quanh một vòng, vu hồn nhẹ nhàng khẽ động, trận pháp bốn phía Linh Hoàng cung lập tức bị kích hoạt. Vừa rồi hồn lực của hắn chèn ép, dù đối phương có thể xé rách không gian chạy trốn, lại khẳng định trốn không thoát cung điện này. Hơn nữa, dựa vào hắn lý giải vu hồn, bản thể đối phương khẳng định ở chung quanh đây, nếu không đã sớm lộ ra dấu vết. Dầm. Vu hồn quay về thân thể, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Có thể làm được không có chút khí thức âm lãnh nào, hơn nữa ở dưới ta chèn ép thuận lợi chạy trốn, người này đến cùng là ai? Vu hồn sư còn sống sót. Hắn đều quen biết, coi như cổ thánh muốn từ trước mặt hắn chạy trốn cũng không làm được, gia hỏa đột nhiên xuất hiện đến cùng là ai? Lại từ đâu tới? Người đâu? Suy tư phút chốc, nghĩ không ra như thế nào, quay đầu hô một tiếng. Mặc Linh cổ thánh. Một trung niên hắc giáp từ chỗ tối chui ra. Mặc Linh cổ thánh nói. Mấy ngày nay, có người không rõ thân phận nào tới hoàng cung không?
Trung niên trả lời. Bẩm báo cổ thánh, từ khi Linh Hoàng bệ hạ bị thương, liền phong cấm cung điện, một tháng qua, có thể tiến vào chỉ có giám bảo sư, tổng cộng 232 vị, hơn nữa những người này, không một cái rời đi. Giám bảo sư. Mặc Linh cổ thánh hừ một tiếng. Xem ra ở trong những người này, giao tất cả tư liệu bọn của hắn cho ta. Vâng. Trung niên nhân gật đầu, đang muốn rời đi, liền nghe thanh âm của cổ thánh tiếp tục vang lên. Trước không vội, ta và ngươi cùng đi, ta muốn đích thân thẩm tra. Nguy hiểm thật. Nhẹ nhàng nhảy dựng, hồn phách từ mi tâm chui vào thân thể, Trương Huyền mở mắt, thở ra một hơi. Không nghĩ tới gặp được một vị cổ thánh vu hồn sư, hơn nữa cảm ứng linh như vậy mẫn, một cái liền phát hiện tung tích của hắn. May mắn, biết đối phương công kích thiếu hụt, nếu không, thật bị lưu lại, chết cũng không biết chết như thế nào. Khó trách trước đó bọn người thần dung hoàng, Lưu Dương nói, nơi này nguy cơ trùng trùng, xem ra vẫn là coi thường người trong thiên hạ. Vu hồn, tuy vô hình vô chất, là phương pháp dò xét cùng chạy trốn cực tốt, nhưng cũng không phải phương pháp ổn thỏa cùng an toàn nhất. Bị phát giác, đối phương vô cùng có khả năng nghi ngờ đến giám bảo sư, có muốn bây giờ rời đi hay không? Trương Huyền nhíu mày. Vu hồn bị phát hiện, vị cổ thánh kia khẳng định sẽ nghi ngờ đến giám bảo sư, đoán trước không bao lâu sẽ điều tra tới. Muốn chạy trốn nhất định phải mau chóng. Nếu không, thật muốn tìm đến, khó đảm bảo sẽ không bị điều tra ra. Một khi rời đi, muốn vào lại gần như không có khả năng. Thật vất vả ngụy trang thành giám bảo sư lăn lộn đến nơi đây, còn không có tìm được long huyết, liền trực tiếp rời đi, thực sự không cam tâm. Chương 3435, truy xét 2. Hơn nữa, có lần này cảnh giới, lần sau muốn đi vào chỉ sợ rất khó làm được. Tất cả giám bảo sư đều đi ra tập hợp. Ngay thời điểm suy tư, có muốn chạy trốn hay không, liền nghe phía ngoài hét lớn một tiếng, ngay sau đó vô số tiếng bước chân truyền đến, dường như bên ngoài mỗi một gian phòng đều có hộ vệ. Không còn kịp rồi. Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy. Xem ra vị cổ thánh này so với mình tưởng tượng phản ứng càng nhanh, trong nháy mắt liền phát giác vấn đề. Bất quá như vậy cũng tốt, vu hồn của hắn cùng vu hồn sư bình thường hoàn toàn khác biệt, cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, lại thêm thân phận minh bạch, thuật ngụy trang thiên y vô phùng, coi như muốn kiểm tra, cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì. Nhấc chân ra khỏi phòng, quả nhiên thấy bên ngoài chất đầy hộ vệ, thấy hắn đi ra, lập tức mở miệng. Mời tới bên này. Theo ở phía sau, rất mau tới một đại sảnh, bốn phía có hộ vệ canh gác, trung niên trước đó cùng vị Mặc Linh cổ thánh kia đều có mặt. Trương Huyền cũng không hoảng hốt, đi theo sau lưng giám bảo sư khác, chậm rãi đi vào. Vừa mới đi vào, liền cảm thấy con mắt của vị Mặc Linh cổ thánh kia tập trung tới, dường như muốn dò xét thân phận chân thật của hắn, có điều nhìn một hồi, cũng không phát hiện cái gì, đành phải lắc đầu. Không đến 5 phút đồng hồ, hơn 200 giám bảo sư liền tập trung ở cùng một chỗ. Trung niên đưa tới danh sách. Thần thức của Mặc Linh cổ thánh quét tới, rất mau nhìn nội dung một lần. Những giám bảo sư này, mỗi một cái chúng ta đều từng điều tra rất lâu, tất cả đều là ở địa phương có chút danh vọng, thân gia minh bạch, có thể tìm được đầu mối, hơn nữa cùng Dung Hoàng không có liên quan gì. Căn cứ trước đó điều tra, không có một vị là vu hồn sư. Trung niên hộ vệ thấp giọng. Không có vu hồn sư, chẳng lẽ vị kia vừa rồi, là đột nhiên xuất hiện. Mặc Linh cổ thánh cười lạnh. Linh Hoàng cung phòng ngự như thế nào, hắn biết rất rõ ràng. Cổ thánh cũng mơ tưởng lẫn vào trong đó. Một tháng qua, chỉ có những giám bảo sư này đi tới, trừ bọn họ, tuyệt không có khả năng có những người khác. Nói cách khác, người vừa rồi chạy trốn, 8-9 phần 10 ngay ở trong đám này. Cái này, cũng có khả năng có người ẩn giấu thân phận. Trung niên gật đầu. Hai người đồng loạt nhìn về phía các giám bảo sư. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mê man, cũng không biết tại sao lại bị triệu tập tới. Tinh thần của Mặc Linh cổ thánh khẽ động, hồn lực mạnh mẽ lan tràn ra, hơn 200 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trương Huyền cảm thấy thân thể giống như bị một dây thừng ẩn hình khóa lại, chân khí trong cơ thể nhảy dựng, tính toán phản kháng, nhưng vội vàng áp chế lại. Xì xì xì. Hắn không phản kháng, vu hồn chỉ của đối phương dọc theo huyệt đạo chui vào thân thể, tựa hồ tiếp xúc linh hồn của hắn. Biết loại phương pháp dò xét linh hồn này, có thể điều tra bản chất linh hồn của mỗi người. Trương Huyền vẫn không phản kháng. Hắn lĩnh ngộ linh hồn chân giải, lại thêm tu luyện chính thiên đạo công pháp, vu hồn có thể tùy ý thay đổi khí tức, vừa rồi chạy trốn lưu lại linh hồn ba động,
thời điểm trở về cũng đã ẩn núp, đối phương lại dò xét thế nào, cũng khó có khả năng tìm được dấu vết. Quả nhiên, phu hồn chỉ ở trong người quay một vòng, chậm rãi trở lại thân thể. Mặc Linh cổ thánh, trung niên hộ vệ nhìn qua. Lão giả lắc đầu, mày nhíu lại thành cục, dường như cũng có chút khó tin. Vốn cho rằng, chỉ cần hồn lực dò xét, khẳng định có thể ung dung tìm được phu hồn sư kia, không nghĩ tới hồn lực của những người này chấn động, toàn bộ không phù hợp. Dừng lại một chút, Mặc Linh cổ thánh đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Ngày hôm nay dám bảo sư tới, có mấy cái. Trong lòng Trương Huyền lộp bộp. Chương 3436, bị phát hiện một. Hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp ứng đối, cũng có thể bảo đảm, đối phương khó mà phát giác ra thân phận chân thật của mình. Nhưng lại quên vấn đề thời gian. Vừa mới xuất hiện biến cố, đương nhiên là giám bảo sư ngày hôm nay tới, nắm giữ hiểm nghi lớn nhất. Ngày hôm nay tới hết thảy bốn vị, theo thứ tự là Khai Ủng Thành Ổ Thao, Hồ Hải Thành Ma Vô Hữu. Lấy ra danh sách, trung niên hộ vệ liếc mắt nhìn. Bốn người các ngươi ra khỏi hàng. Trương Huyền nhấc chân đi ra. Giờ phút này càng chột dạ, càng dễ dàng bị phát hiện, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Dù sao thân phận Ổ Thao của hắn trong sạch, cũng không sợ điều tra. Các ngươi là ngày hôm nay đến. Mặc Linh cổ thánh chậm rãi đi tới trước mặt, con mắt quét bốn người một lần, cũng không phát hiện bất kỳ đặc thù gì. Ở trên người Trương Huyền, tuy dừng lại phút chốc, vẫn không có phát giác gì. Cau mày, thấy tất cả giám bảo sư đều lộ ra vẻ cảnh giác, Mặc Linh cổ thánh nhìn quanh một vòng, giải thích nói. Mọi người không cần khẩn trương. Chúng ta đang điều tra một nội gian lẫn vào Linh Hoàng Cung, chỉ cần chư vị không có tâm tư khác, thì không cần lo lắng. Nghe nói dò xét nội gian, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ có đôi khi có chút lòng tham, nhưng là giám bảo sư thực sự, cùng nội gian không chút liên quan. Nhìn biểu tình của tất cả mọi người ở trong mắt, Mặc Linh cổ thánh đồng dạng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chân mày nhíu càng chặt, nói tiếp. Vị nội gian này là một phu hồn sư, bởi vậy linh nhục khẳng định không có phù hợp như tu luyện giả bình thường. Đây là bảo vật dò xét độ linh nhục phù hợp, chỉ cần các ngươi ở phía dưới đi một chuyến, liền có thể phân biệt ra được thân phận thật sự. Nói xong, cong ngón tay búng một cái, một viên cầu xuất hiện trên không trung, xoay tròn, tản mát ra quang mang sáng tỏ. Bốn vị ngày hôm nay vừa tới, không bằng tới trước đi. Nói xong, nhìn về phía đám người Trương Huyền. Được. Trong đám người, một giám bảo sư đi ra. Người này tên là Ma Vô Hữu. Hai bước đi tới dưới viên cầu, thân thể bị ánh sáng bao phủ. Ông, một hàng con số xuất hiện ở trong viên cầu. 94. Độ phù hợp vượt qua 90, không phải là vu hồn sư. Đi xuống đi, vị kế tiếp. Liếc mắt nhìn, trung niên hộ vệ nói. Dựa theo tình huống bình thường, người vừa ra đời linh nhục là phù hợp nhất, cơ bản đều sẽ đạt tới 100. Có điều kèm theo tu luyện, nguyên thần xuất khiếu, linh hồn sinh ra thuế biến, sẽ xuất hiện tình huống không quá dung hợp. Mặc dù như thế, chỉ cần không phải vu hồn sư, độ phù hợp sẽ tùy tiện vượt qua 90. Thấy không phải bản thân, mà vô hữu cũng không có cái gì ngoài ý muốn, xoay người đi trở về. Ngay sau đó vị giám bảo sư thứ hai đi tới. 92. Đồng dạng phù hợp điều kiện. Vị thứ ba, 96. Đến phiên Trương Huyền. Hít sâu một hơi, cũng đi tới. Danh sư đại lục, không có vu hồn sư, món bảo vật này chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng đo lường qua, bởi vậy Trương Huyền cũng không biết, độ linh nhục phù hợp của mình đến cùng là bao nhiêu, có điều hắn tu luyện chính là thiên đạo công pháp, tuy vu hồn có thể rời thân thể, độ phù hợp hẳn sẽ không thấp hơn người bình thường. Đi tới dưới viên cầu, thân thể lập tức bị một đạo quang mang ôn nhuận bao phủ. Hô! Một nhóm chữ xuất hiện ở phía trên. 100. Chương 3437, bị phát hiện 2. Hoàn mỹ phù hợp. Mặc Linh cổ thánh cùng trung niên hộ vệ sững sờ. 100, là hoàn mỹ phù hợp, loại tình huống này, bình thường chỉ xuất hiện ở trên người thánh vực ngũ trọng trở xuống, vị trước mắt này, tu vi đã đạt đến thánh vực thất trọng, làm sao còn có độ phù hợp cao như vậy? Linh nhục có thể hoàn mỹ phù hợp, nói rõ hồn phách căn bản không có cách nào rời thân thể, hẳn không phải. Mặc Linh cổ thánh lắc đầu. Tuy nghi ngờ, nhưng trên đời này, dạng thiên tài gì cũng có, xuất hiện một ít hiện tượng quái dị chẳng có gì lạ. Dù sao, vị giao thủ với hắn kia, là vu hồn sư thực sự, tu luyện vu hồn chi thuật,
sao có khả năng cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Tiếp tục kiểm tra. Ngày hôm nay tới 4 người, toàn bộ dò xét một lần, cũng không phát hiện đặc thù, Mạc Linh cổ thánh đành phải khoát tay áo, tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, hơn 200 người trong phòng liền quét một lần. Không có một cái nào thấp hơn 90. Nói cách khác, giống như tin tức trước đó, trong mọi người, không tồn tại vu hồn sư. Chẳng lẽ đoán sai? Mạc Linh cổ thánh nhíu mày, cũng có chút nghi ngờ. Người trong Linh Hoàng Cung, trải qua không biết bao nhiêu lần kiểm tra, chắc chắn sẽ không có nội gian, cũng không phải những giám bảo sư này, như vậy vu hồn trước đó, đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Cổ thánh, làm sao bây giờ? Thấy linh hồn, bảo vật dò xét, chơi đùa hồi lâu cũng không tìm được, trung niên hộ vệ lần nữa nhìn lại. Trước hết để cho bọn họ giám bảo, đúng, bọn hắn trước đó giám định kết quả, lấy tới cho ta. Mạc Linh cổ thánh khoát tay áo. Được. Trung niên hộ vệ an bài mọi người tiếp tục giám bảo, đồng thời cầm tới kết quả trong dương. Những giám bảo sư này giám định giá cả, cực kỳ tiếp cận, chỉ có một số ít phán loạn. Thấy hắn nhìn nội dung trên thẻ, trung niên hộ vệ cười cười. Có thể thông qua khảo hạch, được tuyển chọn tới, khẳng định đều là người nổi bật trong giám bảo sư, một ít khoáng thạch, dược liệu bình thường, vẫn rất dễ dàng phân biệt ra giá cả chân thực. Lạc tinh thạch, tổng hợp nhiều giám bảo sư như vậy, được giá cả chuẩn xác nhất, là 120 viên linh thạch tuyệt phẩm. Thủy hàn thạch, thì là 250 viên linh thạch tuyệt phẩm. Trung niên hộ vệ nói rõ chi tiết. Mạc Linh cổ thánh gật đầu, quét tất cả đáp án mọi người một lần, đột nhiên dừng lại. Đáp án của ổ thao giám bảo sư, thật không ngờ tiêu chuẩn. Khoáng thạch coi như chất liệu đồng dạng, nhưng lớn nhỏ, màu sắc, làm ra khác biệt, giá cả cũng có thiên địa khác biệt. Trung niên hộ vệ ra giá cả, là hơn 200 vị giám bảo sư cho ra kết quả, dung hợp lại với nhau, bình quân được ra. Cực kỳ tinh chuẩn. Giám bảo sư bình thường, một lần tình cờ, đối nghịch một cái ngược lại cũng thôi, nhưng ổ thao liên tục 5 khoáng thạch, 7, 8 cây dược liệu, vậy mà đều giống như đáp án tiêu chuẩn, xem như hắn cũng cho rằng có chút kỳ quái. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò, hẳn là trình độ giám bảo cực cao. Trung niên hộ vệ cười gật đầu. Không bài trừ khả năng này, vị ổ thao này, có phải là người vừa rồi linh nhục độ phù hợp đạt tới 100 hay không? Mắt Mạc Linh cổ thánh sáng lên. Tuy giám bảo sư có thể giám định bảo vật, biết giá cả, nhưng cũng chỉ là phạm vi đại khái, làm được không kém chút nào, là không có khả năng chuẩn xác như vậy a. Liên tục mười mấy món bảo vật, không có một khối linh thạch chênh lệch, đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Huống chi đối phương độ linh nhục phù hợp còn đạt đến 100% để cho người ta kỳ quái. Vâng, trung niên hộ vệ cũng phát hiện được không đúng. Lấy thêm tư liệu của ổ thao giám bảo sư tới. Mạc Linh cổ thánh nhướng mày, vội vàng nói. Chương 3438, ngoan nhân ra tay 1. Rất nhanh, tư liệu được đưa đến trước mặt. Hết thảy hơn 10 trang, bao gồm cuộc đời, sự tích giám bảo của đối phương. Khép tư liệu, ánh mắt Mạc Linh cổ thánh híp lại. Thông qua những cái này, đã có thể thấy được, ổ thao này, mặc dù là giám bảo sư không kém, nhưng cấp bậc giám bảo tuyệt đối sẽ không cao siêu như vậy, một lần có thể nói là vận khí, liên tục vài chục lần, đều chuẩn xác không sai, cũng không phải là vận khí có thể giải thích. Nếu không, bắt tên này tới thẩm vấn. Nhìn nội dung một lần, trung niên hộ vệ cũng phát giác được có chút không đúng. Không cần, ta tự mình đi qua. Mắt Mạc Linh cổ thánh sáng lên. Hắn nắm giữ phù hồn truyền thừa hoàn chỉnh nhất, loại nghề nghiệp này, đổi lại trước kia, tuyệt đối cho rằng hắn gọi thứ hai, không ai dám nói số một. Nhưng hôm nay loại quan điểm này triệt để đánh vỡ. Một phù hồn chỉ có bất hủ cảnh, ẩn núp ngay ở trước hắn mặt, suýt chút nữa không có phát hiện không nói, giao thủ mấy chiêu, lại còn để hắn thuận lợi chạy trốn. Coi như hắn ở bất hủ cảnh, cũng khẳng định không làm được điểm ấy. Tính như vậy, phù hồn cùng cấp bậc, chẳng lẽ so với mình còn cường đại hơn? Hắn tràn đầy tò mò, đi tới gian phòng mọi người giám bảo, con mắt Mạc Linh cổ thánh lập tức phong tỏa trên người ổ thao. Vị giám bảo sư này, thoạt nhìn không có bất kỳ đặc thù, một tay cầm dược liệu, cau mày, mà đổi thành một tay khác, thì không ngừng tra tư liệu. Nhìn cử chỉ, động tác, tuyệt đối là giám bảo sư thực sự, không có bất kỳ sai lầm. Trước không vội giám định thứ này, ta vừa vặn có kiện bảo vật, không cách nào xác định đẳng cấp, không bằng giúp ta giám định một cái. Mấy bước đi tới trước mặt, trên mặt mang nụ cười thản nhiên.
Vị này vừa tiến vào đại sảnh, Trương Huyền liền chú ý tới, khóe miệng kìm lòng không được giật giật. Hắn ngụy trang thiên y vô phùng, vì sao đối phương một mực chú ý ở trên người hắn? Chẳng lẽ nơi nào xuất hiện sơ suất? Trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt không có mảy may biến hóa, khẽ gật đầu một cái. Tốt! Mạc Linh Cổ Thánh lật bàn tay, một đồ vật giống như cây thước xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Toàn thân vàng rực, vừa nhìn liền biết là pháp bảo không tệ, nhưng cụ thể cấp bậc, không có sử dụng, nhìn không ra. Trương Huyền nhận lấy, ngón tay gõ một chút, một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Phá hồn thước, cổ thánh chí bảo, có thể khóa chặt linh hồn, để cho người ta khó mà chạy trốn. Lại là cổ thánh chí bảo, bất quá, làm sao nhẹ như vậy? Trong lòng Trương Huyền sững sờ. Cổ thánh chí bảo, giống như cổ thánh, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, bị thiên đạo áp bức, trọng lượng cực lớn, cho dù thực lực bây giờ, muốn dơ lên cũng cần tiêu phí không ít công phu. Cây thước này của đối phương, rõ ràng là loại bảo vật cấp bậc này, nhưng rất nhẹ, không giống đại thánh chí bảo bình thường, để hắn nhìn không được có chút kỳ quái. Là hồn lực của hắn. Liếc mắt nhìn kỹ, trong lòng run lên. Cũng không phải là phá hồn thước này nhẹ, mà là đối phương lặng lẽ dùng hồn lực dơ lên, lúc này mới lộ ra không có trọng lượng. Để cho mình giám định, lại cố ý đùa nghịch thủ đoạn, điều tra không rõ thuộc tính bảo vật chân chính, chẳng lẽ vị này đã phát giác cái gì? Không hổ là cổ thánh, quả thực không dễ lừa gạt. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn cân nhắc ra phương pháp đào tẩu, kết quả lại phát hiện, đối phương cách mình gần như vậy, trừ khi vận dụng yêu dị huyền đao cùng ngoan nhân, triệt để liều chiến, nếu không tuyệt đối không thể. Thế nào? Chương 3439, ngoan nhân ra tay 2. Thấy hắn quan sát tỉ mỉ phá hồn thước, Mạc Linh Cổ Thánh mỉm cười nhìn lại. Cây thước này, ta không nhìn ra được, nhìn chất liệu cùng lực lượng trong đó tỏa ra, vượt xa đại thánh chí bảo, nhưng lại không có nặng như cổ thánh chí bảo. Trương Huyền giải thích, lời còn chưa dứt, liền nghe thanh âm cổ thánh vang lên. Nói như vậy, ổ thao giám bảo sư gặp qua cổ thánh chí bảo. Trong lòng lộc bộc một cái, Trương Huyền biểu lộ không thay đổi. Cũng chưa gặp qua, lại nhìn qua thư tịch liên quan, nghe nói cổ thánh chí bảo trọng lượng cực lớn, một cái vũ khí lớn nhỏ như vậy, có thể so với một ngọn núi lớn vạn trượng. Lời còn chưa dứt, thanh âm cười lạnh vang lên, ngay sau đó không gian bốn phía vặn vẹo. Trương Huyền giống như trong nháy mắt bị kéo vào một thế giới khác. Ha ha, không cần ngụy trang, người căn bản không phải ổ thao giám bảo sư. Tiền bối. Trương Huyền lui về sau hai bước, tràn đầy bối rối. Giám bảo sư dị linh tộc, truyền thừa vốn không toàn bộ, dưới tình huống bình thường, đại thánh chí bảo cũng giám định không ra, chớ nói chi là cổ thánh. Người có thể giám định tất cả bảo vật không kém chút nào, lại có thể liếc mắt nhìn ra phá hồn thước cấp bậc không thấp. Ổ thao, nếu quả thật có loại bản lĩnh này, khẳng định đã sớm danh khắp thiên hạ. Mạc Linh Cổ Thánh chắp hai tay sau lưng, mang theo bình tĩnh tự tin. Nếu như nói trước đó còn hơi nghi ngờ, giờ phút này có thể khẳng định, vị trước mắt này, chính là vu hồn sư tử trong tay hắn chạy trốn. Cũng không phải hắn dám định không ra phá hồn thước, mà là đối phương nói quá nhiều. Tuy trong ánh mắt mang theo kinh hoàng cùng bối rối, nhưng tâm cảnh một chút ba động cũng không có. Lại nhìn không ra cái gì, thì không cần làm cổ thánh. Phải biết, cổ thánh là cường giả cao nhất thiên hạ, chỉ cần là tu luyện giả, đều tôn sùng cùng kính sợ, đối phương không có chút rung động nào, còn có tâm tình suy đoán trọng lượng của cây thước này, muốn nói không có vấn đề, hắn cũng không tin. Tiền bối nói, ta một chút cũng nghe không hiểu. Trương Huyền lần nữa lui về phía sau, trong mắt mang theo bối rối, nhưng trong lòng kêu gọi ngoan nhân. Tuy không tìm được long huyết, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể đi đầu lẫn trốn. Ở lại đây đi. Không để ý tới hắn bối rối, Mạc Linh Cổ Thánh lăng không chảo một cái, toàn bộ không gian lập tức trở nên u ám, một cỗ hồn lực to lớn bao phủ bốn phía, giống như muốn giam cầm hắn. Xem ra, trước đó bị thiệt thòi, giờ phút này vừa ra tay, ngay cả lực lượng vu hồn cũng vận dụng. Phá! Biết đã không cần phải tiếp tục ngụy trang, bàn tay Trương Huyền run lên, yêu dị huyền đao lập tức xuất hiện, bỗng nhiên bổ tới. Tê lạp, hồn lực bị chém ra vết rách, không gian bị xé nứt, đao mang xuất hiện ở trước mặt Mạc Linh Cổ Thánh. Quả nhiên là gian tế. Mạc Linh Cổ Thánh cười lạnh, phá hồn thước trong tay nâng lên. Đinh 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 đinh, yêu dị huyền đao tới đối đầu, Trương Huyền nhất thời cảm thấy gan bàn tay run lên, cái trước ông một tiếng bay ra ngoài.
đều là cổ thánh chí bảo, cấp bậc huyền đao rõ ràng yếu hơn phá hồn thước một đoạn dài. Phần phật, huyền đao bị đánh bay, phá hồn thước lần nữa nghiền ép xuống, Trương Huyền lập tức cảm thấy linh hồn giống như bị phong tỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phá hồn thước ngay cả linh hồn của cường giả cổ thánh cũng có thể nghiền ép, huống chi loại thực lực như hắn. Ra tay đi, biết lại không phóng thích át chủ bài, làm không cẩn thận sẽ chết ở đây, tinh thần Trương Huyền khẽ động, một quyển sách xuất hiện trên không trung, ngay sau đó một bàn tay từ bên trong chui ra, thẳng tắp bắt tới. Phá hồn thước hủy diệt thiên địa, ở dưới thủ trưởng bao phủ, trong nháy mắt biến thành cừu non ôn nhuận, không còn lực lượng, nhảy lên hai cái, liền bị bóp ở đầu ngón tay. Chương 3440, Bái kiến hội trưởng 1. Cái gì? Thấy trong thư tịch duỗi ra bàn tay, một cái liền bắt lấy phá hồn thước, ra đầu mặc linh cổ thánh nổ tung. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Bàn tay trong thư tịch thực sự quá cường đại, cho dù thực lực của hắn, cũng không chống lại được. Phần phật. Không có ngừng lại, phù hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài, hồn thể to lớn vừa xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức bị khí tức âm hàn bao phủ. Buông tay. Gầm thét một tiếng, tựa như kinh lôi nổ vang, phù hồn nhẹ nhàng vụt qua, xuyên toa không gian xuất hiện ở trước mặt bàn tay, bắt tới cây thước. Hắc, ngoan nhân dường như đã sớm đoán ra hắn sẽ làm như vậy, bàn tay run lên, cây thước quét ngang. Tê lạp, mặc linh cổ thánh bị đánh trúng đầu, phù hồn to lớn lắc lư một cái, từ không trung rơi xuống, chỉ thoáng cái liền bị trọng thương. Ngoan nhân luyện hóa cánh tay, sớm đã đạt đến tích huyết trùng sinh đỉnh phong. So với thần dung hoàng thời kỳ toàn thịnh cũng không hề yếu, mặc linh cổ thánh rất mạnh, nhưng vẫn kém một đoạn rất lớn. Đi! Thấy một chiêu đắc thủ, ngoan nhân muốn đánh giết cổ thánh này, nhưng Trương Huyền khoát tay áo. Giết tên này dễ dàng, một khi dẫn ra cổ thánh khác của linh hoàng điện, lại chạy trốn liền khó khăn. Ngoan nhân không dám vi phạm, nhẹ nhàng vạch một cái, phong cấm không gian nứt ra một cái khe, thân thể Trương Huyền nhảy lên, vừa định xông vào. Chỉ thấy hồn thể của Mạc Linh cổ thánh lần nữa đứng lên. Thuộc hạ Mạc Linh, bái kiến hội trưởng. Hội trưởng. Trương Huyền nhíu mày, ngừng lại, nghi ngờ nhìn qua. Đoán không sai, ngươi không phải dị linh tộc, mà là danh sư đại lục Trương Huyền Trương Sư. Cũng chính là vu hồn sư công hội hội trưởng. Mạc Linh cổ thánh khom người. Ngươi biết ta. Trương Huyền sững sờ. Luyện hóa hồn ấn của vu hồn sư công hội, nói mình là hội trưởng cũng không có gì sai. Bất quá, hiện tại hồn ấn không ở trong tay hắn, mà truyền cho Lộ Sung. Tưởng Phương Du đã đưa tin cho ta, nói vu hồn nhất mạch lần nữa có hội trưởng mới. Quãng thời gian trước nghe được ngươi tự sát ở danh sư đường, liền suy tính ra, có thể sẽ tới dị linh tộc, không nghĩ tới quả nhiên chờ được. Thần thái của Mạc Linh cổ thánh cung kính. Trương Huyền nói không ra lời. Hắn từ trong miệng Tưởng Phương Du biết lịch sử của vu hồn nhất tộc, năm đó vu hồn sư công hội hội trưởng chính là tự sát. Mới che giấu dị linh tộc, lẫn vào trong đó. Đoạn lịch sử này cực kỳ bí ẩn, biết không nhiều, nhưng mà làm vu hồn sư cổ thánh, khẳng định sẽ biết. Vì lẽ đó, bản thân tự sát ở danh sư đường, đối phương lập tức nghĩ đến điểm ấy. Ngươi làm sao lại ở Linh Hoàng Cung? Biết lịch sử của vu hồn sư nhất mạch, rõ ràng bọn họ ẩn giấu ở dị linh tộc lòng chua xót, Trương Huyền ngừng lại, ra cố phong cấm bốn phía, lúc này mới lần nữa nhìn qua. Thần Dung Hoàng quá cường đại, hắn miễn là còn sống, nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ không chống lại được, vì lẽ đó. Ta cố ý lấy tín nhiệm của Linh Hoàng, xúi dục hắn vây công đối phương, lúc này mới đánh giết hắn. Mạc Linh cổ thánh nói, là kế hoạch của ngươi. Trương Huyền chấn động. Trước đó, liền cảm thấy kỳ lạ, chư tử bách gia là thông qua vu hồn sư liên hệ dị linh tộc, tìm được hành tung chuẩn xác của Thần Dung Hoàng, tiến hành mai phục. Kết quả. Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng lại nhân cơ hội đánh lén. Vậy thì nói rõ, vu hồn sư tồn tại, hắn khẳng định biết. Náo loạn hồi lâu, tất cả căn do đều là vị Mạc Linh cổ thánh này thiết kế. Thật ra thì Linh Hoàng đã sớm có ý đồ không tốt, ta cũng chỉ là dựa thế dẫn dắt, trợ giúp mà thôi. Chương 3441, Bái kiến hội trưởng 2. Mạc Linh cổ thánh giải thích. Như vậy không sai, có điều ngươi có nghĩ tới. Nếu như lần này Linh Hoàng không phải bị thương, mà hoàn hảo không chút tổn hại chém giết Dung Hoàng trở về, người khả năng đã bị giết hay không? Sắc mặt Trương Huyền nghiêm túc, nhìn qua. Tuy cùng thần Linh Hoàng tiếp xúc không nhiều, nhưng tên này tuyệt đối là phần tử cấp tiến, chiến tranh cuồng nhân. Tuy thần Dung Hoàng mạnh mẽ, nhưng làm việc có chừng mực,
hắn còn sống, nhân loại gặp phải chiến hỏa còn ít một chút, nhưng đối đầu với vị này, làm không cẩn thận, lưỡng bại câu thương cũng sẽ liều mạng đánh xuống. Mấu chốt nhất là, hắn thông qua tưởng gia truyền lại tin tức cho chư tử Bách gia, Linh Hoàng biết, hắn có thể liên hệ nhân tộc, chẳng khác nào tiết lộ thân phận nội ứng, trước đó không giết chết thần Dung Hoàng, không dám có cử động gì, một khi Dung Hoàng tử vong, còn không lập tức thanh lý hắn. Ta biết, có điều ta sớm biết, Dung Hoàng nắm giữ át chủ bài, cũng không nói cho Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng. Mạc Linh Cổ Thánh nói. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách phu hồn sư bị người kiêng kỵ, thực sự quá cường đại. Sĩ linh tộc ba đại hoàng giả, lại bị đùa bỡn trong tay, chính tai nghe được cũng cho rằng khó tin. Hiện tại Linh Hoàng thế nào rồi? Thương thế có nặng hay không? Dứt bỏ cảm xúc trong lòng, Trương Huyền hỏi. Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng đều bị trọng thương, hiện tại cũng không có khôi phục, tình huống cụ thể. Hắn tựa hồ đề phòng ta, cũng điều tra không ra. Mạc Linh Cổ Thánh nói. Như vậy, triệu tập những giám bảo sư, này uốn làm gì? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, có điều đoán không sai, là muốn tế tự linh thần. Vẻ mặt Mạc Linh Cổ Thánh nghiêm túc. Tế tự linh thần. Thương thế của hắn cực nặng, dựa vào tự nhiên khôi phục, không có mấy ngàn năm là không có khả năng hoàn thành, kế trước mắt, chỉ có tế tự linh thần, thu hoạch được lực lượng. Linh thần, không phải cùng thần Dung Hoàng chung một chỗ ư. Trương Huyền kìm nén không được. Linh thần là Lạc Nhược Hy, cùng thần Dung Hoàng quan hệ không ít, thật dám tế tự, đừng nói trị liệu, làm không cẩn thận sẽ còn tại chỗ xóa bỏ đối phương. Thần linh là không có tình cảm, ở trong ánh mắt bọn họ, chúng ta cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nhiều nhất là ai hiến tế đồ vật nhiều, ai hiến tế đồ vật ít, còn lại không có khác nhau gì. Trước kia, quả thực là thần Dung Hoàng liên hệ linh thần, hơn nữa tiến hành hiến tế, nhưng hiện tại hắn không rõ sống chết, không còn tác dụng, linh thần sao sẽ để ý hắn. Mạc Linh Cổ Thánh hừ lạnh. Thần linh vô tình, nếu như giống nhân loại, tình cảm phong phú, đoán chừng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lại nói, cũng bắt đầu chuẩn bị bảo vật, xác định giá trị, khẳng định là biết chuyện này có thể thực hiện, nếu không Linh Hoàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Hắn không tin Lạc Nhược Hy như vậy, nhưng đối phương nói lại rất có đạo lý. Bất kể nói thế nào, cũng phải lần nữa nhìn thấy Lạc Nhược Hy, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Quên đi, hiện tại không có tính toán ra giá trị đồ vật, không dám tùy tiện hiến tế, vì lẽ đó còn có thời gian. Đúng, không biết hội trưởng tới Linh Hoàng cung vì chuyện gì. Mạc Linh Cổ Thánh nhíu mày. Ta muốn tìm Long Huyết, người có biết Linh Hoàng cung nơi nào có không? Trương Huyền hỏi. Trước đó không tìm được, hiện tại có vị này làm nội ứng, có lẽ có thể thành công. Long Huyết. Mạc Linh Cổ Thánh tràn đầy nghi ngờ, lập tức nói. Thứ này, ta nghe qua tin đồn, cũng không biết ở nơi nào, có điều toàn bộ Linh Hoàng cung, đều cẩn thận quan sát qua, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định ở tẩm điện. Tẩm điện. Trương Huyền híp mắt lại. Trước hắn suy đoán, cũng là ở đây, hiện tại xem ra, hẳn là chuẩn xác không lầm. Chương 3442, Lam Nhai Cổ Thánh 1. Ta muốn đi vào tẩm điện, hơn nữa tìm được Long Huyết, người có phương pháp gì không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cái này không dễ dàng, sau khi Linh Hoàng bị thương, tẩm điện liền xem như ta cũng không dễ đi vào. Hiện tại chỉ có Lam Nhai Cổ Thánh có thể tự do tới lui, tình huống cụ thể của Linh Hoàng, khả năng cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Dừng lại một chút, Mạc Linh Cổ Thánh tiếp tục nói. Vị Cổ Thánh này, từ nhỏ liền theo Linh Hoàng, là thuộc hạ trung thành nhất của hắn, mặc dù thực lực chỉ là nhất trọng huyết mạch kéo dài, nhưng ở Linh Hoàng nhất mạch, lại có địa vị cực cao. Trương Huyền nhướng mày. Có thể nghĩ biện pháp hắn dẫn ra, giết hay không? Vị này đã có thể đi vào tẩm điện, không bằng giống như đối phó Ổ Thao, giết, ngụy trang thành bộ dáng của đối phương, lẫn vào trong đó. Sĩ linh tộc, lại là thuộc hạ của Linh Hoàng, giết nhiều hơn nữa cũng không có cảm giác áy náy. Giết! Không nghĩ tới hội trưởng này tàn nhẫn như vậy, khóe miệng Mạc Linh Cổ Thánh co quắp một chút, lộ ra vẻ lo lắng. Giết hắn không khó, nhưng một khi bị Linh Hoàng phát giác, chúng ta có khả năng đều sẽ rơi vào đuổi giết, khó mà chạy trốn. Lấy Linh Hoàng coi trọng Lam Nhai Cổ Thánh, thật chết rồi, còn không lật toàn bộ vương thành. Trương Huyền trần chờ một chút nói. Chỉ cần sớm chuẩn bị tốt, không có người có thể phát hiện. Tìm Long Huyết, chẳng khác nào ở trên người đối phương quấn một đao, giận quá nhiều không ngứa,
cũng không có gì có thể quan tâm. Tốt, hiện tại ta liền an bài. Mạc Linh cổ thánh gật đầu, hồn thể vụt qua, trở lại thân thể. Phần phật, Trương Huyền cũng thu ngoan nhân và yêu dị huyền đao về, mới vừa làm xong những thứ này, không gian trước mắt lay động, ngay sau đó lần nữa nhìn thấy vô số giám bảo sư, cùng rất nhiều hộ vệ xuất hiện ở trước mắt. Vừa rồi hai người chiến đấu, đều bị phong tỏa ở trong một không gian gấp đặc thù, người ngoại giới không biết xảy ra chuyện gì. Người đâu? Trở lại đại điện, Mạc Linh cổ thánh hừ một tiếng. Trung niên hộ vệ tiến về phía trước một bước. Ổ thao này, ta điều tra, thân thế minh bạch, cũng không phải là người muốn tìm kia, các ngươi tiếp tục kiểm tra, một cái cũng không thể bỏ qua. Mạc Linh cổ thánh khẽ nói. Vâng. Trung niên hộ vệ vội vàng gật đầu. Tuy ổ thao có chút khả nghi, nhưng cổ thánh cũng không tra được, hẳn không có vấn đề. Ổ thao dám bảo sư, chỗ ở của ta vừa vặn có mấy món bảo vật, đến bây giờ không biết là cái gì, nếu ngươi rảnh, không ngại giúp ta nhìn một chút. Giao phó xong, Mạc Linh cổ thánh nhìn về phía Trương Huyền. Có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Trương Huyền vội vàng khom người. Làm phiền. Mạc Linh cổ thánh cười cười, lần nữa nhìn về phía trung niên hộ vệ. Hiện tại ta mang đi một người, sẽ không tạo thành phiền phức cho ngươi chứ? Đương nhiên sẽ không. Trung niên hộ vệ liền vội vàng gật đầu. Một giám bảo sư mà thôi, bên hắn còn có hơn 200, đối với toàn thể tiến độ, không có ảnh hưởng quá lớn. Vậy thì tốt, hiện tại ổ thao giám bảo sư đi theo ta, các ngươi tiếp tục kiểm tra, tuyệt đối không được chậm trễ sự tình của Linh Hoàng. Phân phó xong, Mạc Linh cổ thánh vồ một cái, Trương Huyền cảm thấy thân thể siết chặt, lập tức bay lên bầu trời, sau một khắc, đã xuất hiện ở trước một cung điện to lớn. Đây là Linh Hoàng cung Cam Tuyền Điện, trời sinh nguồn suối, linh tính cực kỳ, mỗi ngày Lam Nhai cổ thánh cũng sẽ ở thời gian cố định tới lấy nước, chắc hẳn liên quan đến thần Linh Hoàng. Mạc Linh cổ thánh nói, đẩy cửa tiến vào cung điện, Trương Huyền quả nhiên thấy trong đại điện có một nguồn suối, cục cục hiện ra bọt nước. Nước suối trong suốt, mang theo linh khí nồng nặc, nhấm nháp một ngụm, mang theo vị ngọt. Nước này không tệ. Chương 3443, Lam Nhai cổ thánh 2. Trương Huyền gật đầu. Nước suối này, tuy không bằng linh dịch, lại do thiên địa tạo thành, sạch sẽ không tạp chất, luyện chế các loại đan dược, có thể có được xác suất thành công cao hơn. Hội trưởng, ngay ở chỗ này động thủ sao? Ta sợ cách tẩm điện quá gần, quấy nhiễu những người khác. Mạc Linh cổ thánh lo lắng. Lực cảm ứng của cổ thánh cực kỳ đáng sợ, tu vi của Lam Nhai cổ thánh không cao, hắn toàn lực ra tay, có thể nhất kích tất sát, nhưng một khi có tin tức tiết lộ, hắn che giấu nhiều năm như vậy, đều sẽ công lao đổ biển. Vừa rồi kéo Trương Huyền vào không gian gấp, tùy bí ẩn, người trước mặt không thể nhận ra, nhưng đây là đối thủ không muốn truyền tin tức, một khi truyền, xem như hắn cũng không ngăn cản nổi. Nơi này cách tẩm điện quả thực không xa, ta trước sắp đặt cái trận pháp. Như vậy liền sẽ không có bất kỳ khí tức tiết lộ. Trương Huyền nói. Sắp đặt trận pháp, hiện tại, còn kịp. Mạc Linh cổ thánh cau mày. Bất luận là bày trận hay điêu khắc phù văn, đều là sự tình cực kỳ tiêu phí công phu, cần sớm chuẩn bị, chỉ là trận đồ, liền không biết phải cân nhắc bao lâu. Lại thêm trận pháp vây khốn cổ thánh, thấp nhất cũng phải đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Trận pháp sư cửu tinh mạnh nhất, không có 1-2 tháng là làm không được. Bây giờ chuẩn bị. Có chút quá muộn đi. Không muộn, một chút thời gian liền xong. Biết hắn lo lắng cái gì, Trương Huyền cười cười, quay một vòng, ngón tay búng một cái, mấy trăm trận kỳ đồng thời xuất hiện ở trên không trung, yên tĩnh huyền phù. Đi. Bàn tay vung lên. Phần phật. Rất nhiều trận kỳ nức nở, hướng bốn phía bay đi, thẳng tắp cắm vào bốn phía cung điện, lắc lư vài cái, biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì xong rồi. Mạc Linh cổ thánh trợn mắt lên. Tuy chưa thấy qua trận pháp sư cửu tinh sắp đặt trận pháp, nhưng nghe qua, nháy mắt cắm trận kỳ vào mặt đất, vậy thì hoàn thành. Có thể quá trò đùa hay không? Rất lâu không có bày trận, thủ pháp không quen tay một chút. Trương Huyền áy náy. Trong khoảng thời gian này, nhìn thư nhiều, đối với trận pháp lý giải càng ngày càng mạnh, nhưng quả thực rất lâu không ra tay sắp đặt trận pháp, nếu không căn bản không cần đo đạc, tùy tiện tế ra trận kỳ, liền có thể hoàn thành. Thủ pháp không quen tay. Khóe miệng giật một cái, da mặt Mạc Linh cổ thánh nhảy lên. Nhanh như vậy cũng không quen tay, thời điểm quen tay nên nhanh bao nhiêu. Người cái này có chút quá khoa trương a.
Cái tân nhiệm hội trưởng này, hình như không quá đáng tin cậy a hát. Nhanh như vậy sắp đặt ra trận pháp, có phải không có tác dụng gì hay không, trong lòng thật đúng là không chắc. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Đang muốn cẩn thận hỏi thăm, liền nghe được ngoài điện vang lên tiếng bước chân, dường như có người đi tới bên này. Lam Nhai Cổ Thánh tới. Liếc mắt nhìn thời gian, chính là thời điểm Lam Nhai Cổ Thánh lấy nước, Mặc Linh Cổ Thánh vội vàng truyền âm. Ngươi lui về phía sau 7 bước, sau đó che đậy toàn bộ khí tức trên người, thời điểm ta để ngươi động thủ liền được. Cũng nghe được tiếng bước chân, Trương Huyền bàn giao. Lui về phía sau 7 bước. Không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá đối phương là hội trưởng, tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh, Mặc Linh Cổ Thánh dựa theo dặn dò, lui về phía sau đến địa điểm chỉ định, thu liễm khí tức toàn thân. Kẹt kẹt, mới vừa làm xong, cửa đại điện từ từ mở ra, một bóng người cao lớn đi vào. Chính là Lam Nhai Cổ Thánh. Vị cổ thánh này đi vào đại điện, liếc mắt nhìn hai phía, trực tiếp đi về phía suối nước. Đồng tử Mặc Linh Cổ Thánh co rụt lại. Hắn đứng tại chỗ động, cũng không che giấu. Đối phương lại giống như không thấy hắn. Cái tên này, lúc nào bị mù. Chương 3444, Lam Nhai Cổ Thánh chết không nhắm mắt một. Tràn đầy khiếp sợ, vội vàng nhìn sang hội trưởng cách đó không xa, vừa nhìn xuống, càng ngẩn ngơ. Hội trưởng cách Lam Nhai Cổ Thánh không đến 3 mét, người sau lại giống không có chút phát giác, đồng dạng không hề phát hiện thứ gì. Là trận pháp. Có ngu nữa cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tu vi của hắn cao, ẩn núp, đối phương không phát hiện, có thể thông cảm được, nhưng hội trưởng. Khoảng cách gần như vậy cũng không phát hiện được, chỉ có thể nói, trận pháp này thực quá mức nghịch thiên. Thần thức lặng lẽ lan ra, muốn nhìn trận pháp một chút, đến cùng như thế nào ẩn nấp thân hình, lại kinh ngạc phát hiện, đảo qua Lam Nhai Cổ Thánh cùng Trương Huyền, không có cảm nhận được nửa cái bóng người, giống như đối phương không tồn tại. Rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy, thần thức lại không cách nào phát giác. Đây là, không gian trận pháp. Đồng tử hắn co rụt lại. Hắn đã sớm lĩnh ngộ vu hồn xuyên toa, càng có thể kéo người vào không gian gấp, nói rõ đối với không gian lĩnh ngộ không thấp, nhưng trận pháp này hiển nhiên càng cao minh hơn. Ngay cả Lam Nhai Cổ Thánh cũng không có phát giác dị thường, thần thức của mình cũng dò xét không ra. Chẳng lẽ đã lĩnh ngộ không gian chân giải trong truyền thuyết? Khó trách nói sắp đặt trận pháp liền xong, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Buồn cười hắn còn nghi ngờ, có phải đang khoác lác hay không? Động thủ. Ngay thời điểm cảm xúc, bên tai lập tức vang lên thanh âm, thần sắc cứng lại, phá hồn thước xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không vạch một cái, xông về phía Lam Nhai Cổ Thánh. Bất quá còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy thân thể vị cổ thánh này vụt qua, phù phù ngã trên mặt đất, đã cắt đứt hô hấp. Khóe miệng giật một cái. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hội trưởng tay cầm một thanh trường đao, đứng tại chỗ, tràn đầy xấu hổ. Xấu hổ, không nghĩ tới tên này yếu như vậy, không cẩn thận, liền giết. Vốn nghĩ đối phương là cổ thánh, muốn lặng yên không một tiếng động chém giết, ít nhất cũng là ngoan nhân cùng Mặc Linh cổ thánh phối hợp, không nghĩ tới, trường đao cùng một chỗ liền đâm xuyên qua trái tim. Chỉ thoáng cái, liền treo, ngay cả câu lời thoại cũng không có, quá thảm a. Lam Nhai Cổ Thánh là cổ thánh huyết mạch kéo dài, làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Không chỉ Trương Huyền kỳ lạ, Mặc Linh Cổ Thánh cũng ngẩn ngơ. Vị này cùng hắn ở chung không biết bao nhiêu năm, mặc dù không có giao thủ qua, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu lại biết rõ rõ ràng ràng, hội trưởng bất hủ cảnh đại viên mãn, phối hợp yêu dị huyền đao, có thể chạy trốn, thậm chí đánh một trận cũng nói qua được. Nhưng một đao liền bị vùi dập, làm sao lại trò đùa như vậy? Có muốn đi qua bổ khuyết thêm hai thước hay không? Như vậy sẽ có hiểm nghi lấy roi đánh thi thể hay không? Tràn đầy nghi ngờ, lại không để ý tới ẩn tàng thân hình, vội vàng đi tới trước mặt, tinh thần quét qua, khóe miệng kìm lòng không được run rẩy. Vị này, quả nhiên đã chết, thần hồn câu diệt, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Kỳ lạ! Xoa xoa mi tâm, Mặc Linh cổ thánh nghĩ mãi mà không rõ. Đây chính là cổ thánh, bất luận danh sư đại lục. Hay dị linh tộc, đều đứng ở hàng cao nhất, một đao đâm chết, một câu chưa nói, thậm chí kêu thảm cũng không có phát ra. Để cho người ta có loại cảm giác dường như nằm mơ. Chẳng lẽ là giả? Trương Huyền cũng nghi ngờ nhìn tới. Giả ngược lại không giả, ta cùng vị này ở chung mấy ngàn năm, hóa thành cho cũng sẽ không nhận sai, sở dĩ bị ngươi một đao đánh giết, hẳn là bị thương nặng, cơ sở bị tổn thương.
một thân thực lực ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Nhìn kỹ một hồi, Mạc Linh Cổ Thánh nói. Thông qua quan sát, có thể thấy được vị Lam Nhai Cổ Thánh này hết sức yếu ớt, trong cơ thể mang theo khí tức suy bại. Vừa nhìn liền biết tổn thương cơ sở, coi như không động thủ, cũng có thể sống không bao lâu. Thế nhưng quãng thời gian trước, mới thấy qua đối phương, Long Tinh Hổ Mãnh, nghe nói còn sắp đột phá Cổ Thánh tầng thứ hai. Làm sao một chút liền biến thành như vậy? Chương 3445, Lam Nhai Cổ Thánh chết không nhắm mắt hai. Làm sao bây giờ? Nghiên cứu một hồi, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Mạc Linh Cổ Thánh đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lại. Vốn còn muốn bắt sống, sau đó siêu hồn, biết tình huống của Linh Hoàng, dò xét vị trí Long Huyết, hiện tại đã chết, chỉ có thể quên đi. Trương Huyền cười khổ. Cổ Thánh khác đều lợi hại như thế, vị này, quá không đáng tin cậy. Cầm đao chọc qua, vốn nghĩ đối phương sẽ né tránh và ngăn cản, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trực tiếp treo. Đằng sau chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cũng không có cách nào thi triển, có loại cảm giác chọn nhầm đối tượng, suy nghĩ một chút liền tràn đầy tâm tắc. Bất quá, nếu như ý nghĩ này của hắn cho Lam Nhai Cổ Thánh chết đi biết, khẳng định sẽ trực tiếp khóc lên. Làm sao, phương thức ta chết không đúng? Có muốn cứu ta sống lại chết một lần cho ngươi xem hay không? Còn muốn ngụy trang thành hình dạng của hắn hay không? Đương nhiên, nếu không làm sao đi vào tẩm điện. Trương Huyền lắc đầu, tinh thần khẽ động, xương cốt toàn thân cục cục vang vọng, tính cả khí tức linh hồn, đều trở nên giống như Lam Nhai Cổ Thánh. Đưa tay cởi ra quần áo của hắn, mặc ở trên người mình, chữ vật giới chỉ cũng lấy tới, mang trên ngón tay. Liếc mắt nhìn, trong lòng Mạc Linh Cổ Thánh chấn động. Còn tưởng rằng chỉ là hình dáng ngụy trang, để cho người ta khó phân biệt thư hùng. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, cử chỉ phong thái, khí tức linh hồn, thậm chí lực lượng tâm cảnh, cho người cảm giác, đều hoàn toàn tương đồng, nếu không phải Lam Nhai Cổ Thánh còn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thật sự cho rằng căn bản không có chết. Bình thường ngụy trang, chỉ là dung mạo giống nhau, linh hồn cùng tâm cảnh không có khả năng tương đồng, mà cái trước mắt này. Người thân nhất cũng không thể nhận ra. Quá nghịch thiên. Lam Nhai Cổ Thánh, sau khi lấy nước suối về, bình thường sẽ đưa đến nơi nào? Không để ý tới hắn khiếp sợ, Trương Huyền hỏi. Bình thường sẽ đi vào tẩm điện, còn nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Mạc Linh Cổ Thánh vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi, vừa vặn đi qua điều tra một phen. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Nếu là đi tẩm điện, vừa vặn có thể quang minh chính đại tiến vào bên trong. Lăng không chào một cái, trong giới chỉ của Lam Nhai Cổ Thánh chuẩn bị hồ lô xuất hiện, rót đầy nước sạch. Làm xong những thứ này. Trương Huyền liếc mắt nhìn Mạc Linh Cổ Thánh, bàn giao nói. Ta một người đi vào là được. Đối phương bây giờ bị Linh Hoàng kiêng kỵ, tự do ra vào tẩm điện cũng có chút khó khăn, còn không bằng chớ theo ở phía sau, bản thân dễ dàng hơn một ít. Nếu không, vừa mới đi vào, chỉ sợ phải gặp đến nghi ngờ, bị người phát hiện. Quá nguy hiểm, ta sợ xảy ra vấn đề. Mạc Linh Cổ Thánh tràn đầy lo lắng. Hội trưởng chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn. Tẩm điện theo hắn biết, ít nhất có 3 vị cổ thánh tồn tại, một khi bị phát giác, trốn cũng trốn không thoát. Yên tâm, thật muốn xảy ra vấn đề, người xông tới chi viện. Trương Huyền mỉm cười, thu thi thể Lam Nhai Cổ Thánh vào chữ vật giới chỉ. Cổ thánh một thân đều là bảo vật, không thể lãng phí. Dừng lại một chút, biết thân phận của mình bây giờ dường như xấu hổ, đi qua quả thực sẽ dẫn tới phiền phức, Mạc Linh Cổ Thánh đành phải gật đầu. Không nói đối phương có thân phận hội trưởng, chỉ nói danh sư thiên tài nhất danh sư đại lục, thật gặp phải nguy hiểm, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm ra quyết định, Trương Huyền không nói nhiều, thân thể vụt qua, đi ra cung điện, thẳng tắp bay về phía tẩm điện. Chương 3446, tìm được Long Huyết 1. Trước đó vu hồn ở Linh Hoàng cung dạo qua một vòng, cung điện bố cục sớm đã ghi nhớ ở trong óc, thời gian không dài đi tới tẩm điện. Lấy ra lệnh bài, nhẹ nhàng vạch một cái, phòng ấn chậm rãi mở ra, nhấc chân đi vào. Tẩm điện cùng bên ngoài không có gì sai biệt, một cái sân rộng rãi, đủ loại cây cối rậm rạp sinh trưởng, trước mắt là một mảnh dược viên, trồng đủ loại dược liệu chân quý. Thần thức lan ra, lặng lẽ nhìn một vòng, Trương Huyền nhíu mày. Dược vật ở dược viên này, chừng hơn mấy trăm loại, mỗi một cái đều ẩn chứa dược lực mạnh mẽ, nhưng không có Long Lân Thảo mà trước đó Bạc Huân Cổ Thánh nói. Chẳng lẽ Long Huyết căn bản không tồn tại? Để Long Cốt Thần Thương ngụy trang thành đai lưng, cẩn thận cảm ứng,
nơi nào có long huyết, Trương Huyền dọc theo con đường, chậm chạp đi về phía trước. Lam Nhai, còn không mau một chút. Đang từ từ tiến lên, dùng thần thức dò xét bốn phía, một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua. Hình dáng hơn 60 tuổi, hai mắt thoạt nhìn có chút phần đục, khí tức trên thân thoạt nhìn không mạnh, nhưng vẫn cho người ta một loại áp bức đến từ linh hồn. Cổ thánh nhị trọng, chư tử cảnh. Trong nháy mắt rõ ràng thực lực cụ thể của đối phương. Trong khổng miếu, gặp qua hơn 10 vị cổ thánh, trong giới chỉ càng để mấy thi thể dị linh cổ thánh, đối với cảnh giới của bọn hắn, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Vị lão giả trước mắt này, thoạt nhìn dung mạo không đáng để ý, tu vi vậy mà mạnh hơn Lam Nhai cổ thánh. Vâng, suy nghĩ ở trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Huyền liền vội vàng gật đầu, vội vã đi tới. Thấy hắn hành động có chút quái dị, lão giả nhíu mày, liếc mắt nhìn kỹ, chính là Lam Nhai cổ thánh, không có sai, lúc này mới thấp giọng. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm, nếu không, chúng ta đều muốn đầu người rơi xuống đất. Mặc dù không biết đối phương nói có ý tứ gì, nhưng giờ phút này khẳng định không tiện hỏi thăm, Trương Huyền lên tiếng, đi theo sau lưng đối phương. Đại điện không có Dạ Minh Châu chiếu sáng, cũng không có nến, lộ ra đen thui, vừa tiến vào trong, giống như đi vào một thế giới khác, khí tức bốn phía ngăn cách toàn bộ. Phong ấn thật mạnh, mặt không đổi sắc, Trương Huyền lặng lẽ nhìn quanh một vòng. Không hổ là xào huyệt của Linh Hoàng, phù lục khắc họa đâu đâu cũng có, bốn phía phong ấn hoàn mỹ, giống như cả cung điện đều hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nếu như không đi vào đại môn, cổ thánh tam trọng chỉ sợ cũng không thể thăm dò tình huống thật nơi này. Chính giữa đại điện, là một tế đàn hình tròn, phía trên có một đám lửa cháy hừng hực, bốn phía ngồi một vòng dị linh tộc mặc hắc giáp. Vậy mà đều là đại thánh cấp, chừng trên trăm. Trương Huyền nhíu mày. Đại thánh cấp, tuy không thưa thất bằng cổ thánh, nhưng cũng được cho tồn tại đỉnh phong, lúc trước đánh chết 11 vạn dị linh tộc, loại cấp bậc này cộng lại cũng chỉ mấy chục, nơi này lại có trên trăm. Nội tình của Linh Hoàng thâm hậu như vậy. Nước suối đâu? Thấy hắn ngây người tại nguyên chỗ, lão giả nhíu mày. Còn không mau bỏ qua. Cho. Cổ tay Trương Huyền rung lên, hồ lô bay về phía lão giả. Cho ta làm cái gì? Đưa tay nhận lấy, lão giả ngẩn ngơ. Ngươi tới thả đi. Trương Huyền nói. Không biết thứ này sử dụng như thế nào, vạn nhất làm sai, khẳng định lộ tẩy, còn không bằng vung tay làm trưởng quỹ. Linh Hoàng bệ hạ tự thân bàn giao, để ngươi tới làm, ta thả, không phù hợp quy củ. Lão giả nhíu nhíu mày. Bệ hạ sẽ không trách móc. Trương Huyền gượng cười. Chương 3447, tìm được long huyết 2. Nói đùa, nếu ta biết làm sao thả, cần ngươi tới nói nhảm. Ngươi, thấy hắn nói như vậy, lão giả tràn đầy kỳ lạ, đang muốn nói cái gì, liền cảm thấy mặt đất run rẩy, đài cao không ngừng lay động. Không còn kịp rồi. Sầm mặt lại không để ý tới cùng đối phương nói nhảm, nhổ nắp bình, nhẹ nhàng run lên. Phần phật, trong đó rót đầy nước suối chảy ra, dọc theo hoa văn trên tế đàn, tạo thành một hoa văn đặc thù. Hừng hực, hỏa diễm phía trên cùng dòng nước vừa tiếp xúc, lập tức thả ra nhiệt lượng kinh người, thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Nhanh bắt đầu, hỏa diễm tăng cường, hoa văn xuất hiện biến hóa chói mắt, lão giả hô khẽ. Các đại thánh dị linh tộc đều đồng loạt cắt đứt ngón tay, huyết dịch bắn tới. Ông, vừa tiếp xúc huyết dịch, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện, chính giữa hỏa diễm, một đoàn máu đỏ tươi đang không ngừng nung khô, hình như dùng phương pháp đặc thù nào đó tiến hành tinh luyện. Huyết dịch này, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên có lực lượng không cam lòng không ngừng gào thét, tựa như cự long vây quanh, không ngừng quanh quẩn. Chủ nhân, đây là long huyết, bọn họ tinh luyện long huyết. Trong lòng hơi động, một thanh âm lo lắng vang lên bên tai. Long cốt thần thương biến thành đai lưng, kích động không ngừng lay động. Đây là long huyết. Trương Huyền chấn động. Vốn cho rằng còn cần tiêu phí công phu đi tìm, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Chỉ bất quá, nhiều người như vậy vây quanh, lại ở chính giữa tế đàn, muốn trộm đi, gần như không có khả năng. Bọn họ đang làm gì? Xác định long huyết, Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Đặt ở trên tế đàn, dùng máu tươi người tu luyện cùng hỏa diễm tiến hành nung khô, đối phương muốn làm cái gì? Tới lượt chúng ta, Lam Nhai, còn không mau. Ngay thời điểm kỳ lạ,
Thanh âm của lão giả vang lên lần nữa, vội vàng quay đầu, chỉ thấy ngón tay đối phương búng một cái, đồng dạng một giọt tinh huyết bay đi. Trương Huyền biết chậm sẽ bị nghi ngờ, cũng vội vàng lấy ra một giọt máu, bắn đi lên. Xì xì xì. Tế đàn thôn phệ máu của hắn, cả người giống như bị rút sạch, vẻ mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả cùng rất nhiều đại thánh khác cũng thân thể run rẩy, hao tổn cực lớn. Không chỉ thôn phệ huyết dịch, còn có thể căn cứ huyết dịch, thôn phệ tinh, khí, thần của người. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao vị Lam Nhai cổ thánh kia dễ giết như vậy? Hắn chỉ cống hiến một giọt máu, liền cảm thấy tinh thần uể oải, lực lượng giảm bớt không ít. Cái tên này một mực chủ trì tế đàn, không ngừng cống hiến tinh huyết, chỉ sợ thân thể sớm đã suy yếu không thành bộ dáng. Nằm trong loại trạng thái này, lại đụng phải mình, tu vi bản thân có thể so với cổ thánh tầng 1, lại có cổ thánh thần binh, đánh lén ra tay. Tự nhiên một chiêu liền bị vùi dập, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Cũng không thể nói đối phương quá thảm, mà là hắn quá mạnh. Ưu tú, chính là không che giấu được như vậy. Giống giống. Thôn phệ tinh huyết của hắn cùng ông lão, hình rồng trong máu càng thêm rõ ràng, tiếng gầm gừ càng lớn, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay ra. Đây là... Nhìn thấy một màn trước mắt, Long Cốt Thần Thương lập tức run rẩy, tràn đầy kích động cùng kinh ngạc. Đây không phải tinh luyện long huyết, mà là sử dụng phương pháp đặc thù, tẩm bổ long huyết, muốn cho long huyết tăng lên một cấp bậc. Chương 3448, Long Huyết tấn cấp 1. Tăng lên cấp bậc. Trương Huyền cau mày. Long tồn tại đẳng cấp, long huyết cũng có độ tinh thuần khác biệt. Long Cốt Thần Thương nói. Trương Huyền gật đầu. Thật ra thì long tộc cùng tử đệ gia tộc ở danh sư đại lục có chút tương tự, huyết mạch càng tinh khiết càng hạch tâm, thiên phú liền càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Phía trước, gặp phải đám địa ngục thanh long thú, tuy trong tên mang chữ long, trên thực tế huyết mạch cực kỳ mỏng manh, giống như gia tộc bàng chi, không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy mới không chịu nổi thiên long bát âm, một lần thần phục. Trước mắt long huyết lớn chừng quả đấm, hẳn là Bạc Huân cổ thánh nói, huyết mạch long tộc cấp bậc cổ thánh, quả nhiên càng thêm tinh thuần hơn địa ngục thanh long thú. Tinh luyện huyết dịch, có chút giống tấn thăng huyết mạch, dựa theo tình huống bình thường, là không thể nào làm được, nhưng bọn họ dung hợp huyết dịch của cổ thánh cùng rất nhiều tu luyện giả, lại lấy dòng nước sạch sẽ nhất phụ trợ, có lẽ thật có thể thành công, để huyết dịch trở nên càng thêm tinh thuần. Đề thăng một cấp bậc. Long Cốt Thần Thương tràn đầy kích động. Dưới tình huống bình thường, huyết mạch tăng lên, gần như là không có khả năng, nhưng trước mắt nhiều cường giả như vậy, lại có hai vị cổ thánh hiến tế, có lẽ có thể thành công. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, long huyết dung hợp dòng máu của Trương Huyền cùng ông lão, càng ngày càng cường đại, dường như có loại xu thế không nắm được, phá không mà ra. Thành công. Ánh mắt sáng lên, lão giả tràn đầy kích động, vội vàng đứng lên. Nhìn về phía Trương Huyền. Lam Nhai, sắp thành công, còn không mau tế tự. Tế tự. Nhìn quanh một vòng, ngay cả một tế phẩm cũng không phát hiện, Trương Huyền đau cả đầu. Mặc dù hắn đã gặp dị linh tộc tế tự, nhưng không có chủ trì qua, không biết bước đi, thật muốn tiến lên, sợ rằng sẽ lập tức lộ tẩy. Dù sao ngụy trang giống, cũng không phải dị linh tộc chân chính, nếu như có thể tế tự thành công, cũng không đến mức đi theo sau lưng thần Dung Hoàng tới nơi này. Biết vừa rồi từ chối, đối phương đã có chút hoài nghi, giờ phút này lại đẩy, sợ rằng sẽ lập tức động thủ, Trương Huyền dừng lại một chút, đột nhiên hơi đỏ mặt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lắc lư, bại liệt ở trên mặt đất. Ngươi, không nghĩ tới vị Lam Nhai cổ thánh này ở thời khắc quan trọng nhất lại không kiên trì nổi, lão giả tức đến run rẩy. Chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ báo Linh Hoàng, người đợi tiếp nhận trừng phạt đi. Nói xong. Chẳng muốn tiếp tục chú ý tên này, bàn tay nâng lên. Phần phật, thời gian nháy mắt, phía trên hắn xuất hiện vô số đạo kiếm khí, nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc, 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 kiếm khí gào thét, chém xuống trên trăm cường giả đại thánh ở trên tế đàn. Cùng thời khắc đó, trên trăm cái đầu bay lên, máu tươi chảy xuôi, vọt tới tế đàn. Trương Huyền nhíu mày, trên trăm cường giả đại thánh, trực tiếp chém giết, khó trách vừa rồi tìm không thấy bảo vật. Nguyên lai là dùng sinh mệnh hiến tế. Thật độc ác. Ong ong ong. Huyết dịch rót đầy hoa văn trên tế đàn, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, vô số ánh sáng từ không trung hạ xuống, bao phủ người sau ở bên trong. Thần vĩ đại, chúng ta hiến tế sinh mệnh, chỉ cầu long huyết trở nên càng thêm tinh thuần.
thanh âm lão giả vang lên. Nói là ngôn ngữ đặc thù của dị linh tộc, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị khó lường, thẩm thấu nội tâm. Như ngươi mong muốn. Trong quang mang có một thanh âm chậm chạp vang lên. Chương 3449, Long huyết tấn cấp 2. Trương Huyền vội vàng xuyên thấu qua ánh sáng nhìn lên, muốn nhìn có phải Lạc Nhược Hy hay không, lại phát hiện không có nửa cái bóng người, thanh âm cũng có chút hùng hậu, nghe không ra nam nữ. Ầm ầm. Thanh âm kết thúc, ánh sáng đột nhiên đại thịnh, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ xuống, long huyết ở dưới ánh sáng chiếu rọi, không ngừng nhúc nhích, trong đó hình rồng giống như đạt được đại bổ dưỡng, đột nhiên tăng lớn một vòng, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Tu luyện giả bình thường, muốn tinh luyện long huyết cũng không làm được, nhưng thần linh có thể tùy tiện hoàn thành. Tất cả lực lượng tập trung lại, lại lấy nhiều sinh mệnh như vậy hiến tế, lại là vì triệu hoán thần linh. Cô cục cục. Hình rồng mạnh mẽ, huyết dịch lại càng ngày càng nhỏ, mới vừa rồi tương đương nắm đấm, một lát sau, chỉ lớn chừng bằng móng tay. Tuy rút nhỏ, nhưng trong đó tỏa ra lực lượng lại càng ngày càng mạnh mẽ, cho người ta một loại cảm giác nghiền ép, hình như đến từ một thế giới khác, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay đi. Loại cảm giác này, Trương Huyền ở trên người Lạc Nhược Hy cảm thụ qua một lần. Nắm giữ loại lực lượng này, danh sư đại lục không chịu nổi, chỉ có thể xoay người rời đi. Rất rõ ràng, huyết dịch trước mắt đã đột phá cảnh giới tích huyết trùng sinh, đạt đến tầng thứ cao hơn. Chủ nhân, nếu như ta có thể thôn phệ, không chỉ phá giải phong ấn, còn có thể tiến thêm một bước, trực tiếp trùng kích cổ thánh tứ trọng. Long cốt thần thương tràn đầy kích động, không ngừng run rẩy. Chờ lực lượng của thần linh tán đi, chúng ta động thủ. Vẻ mặt của Trương Huyền cũng đỏ lên, truyền âm bàn giao. Vốn nghĩ có thể giải phong long cốt thần thương là tốt, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa vặn đụng phải đối phương hiến tế, tăng lên cấp bậc long huyết. Hiện tại cấp bậc long huyết tăng lên, một khi long cốt thần thương thôn phệ, nhất định giống như cá chép nhảy long môn, có biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, tay cầm trường thương, coi như linh hoàng khôi phục đỉnh phong, lại có sợ gì. Cường giả lợi hại hơn nữa, cũng có thể một thương phá nát. Bất quá, coi như muốn thôn phệ giọt máu này, cũng cần chờ lực lượng thần linh lui đi, nếu không thần linh giận dữ, không phải là hắn có thể chịu đựng. Long cốt thần thương vội vàng gật đầu, cuộn ở bên hông Trương Huyền, tràn đầy kích động. Lúc trước nhiễm cầu cổ thánh cũng không có loại cơ duyên này. Nếu có thể tìm được loại huyết dịch này, phối hợp thêm thực lực của hắn, coi như không đuổi kịp khổng sư, cùng ngoan nhân khẳng định cũng có thể chiến đấu. Ầm ầm, hai người truyền âm, trên không khí tức thần linh như thủy triều biến mất, quang mang bao phủ tế đàn cũng dần dần tiêu tán. Long huyết trong hỏa diễm, giờ phút này chỉ còn lại có một giọt, đỏ tươi như lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tế đàn nhảy ra, bay lượn chân trời, biến mất không thấy hình bóng. Bất quá, ở dưới trận pháp bao phủ, muốn chạy trốn lại không làm được. Thành công. Con mắt lão giả đỏ lên, tràn đầy kích động. Kiên trì tiếp cận một tháng, rốt cục hoàn thành, cảm thấy trên người mềm nhũn, bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Cung nghênh linh hoàng. Nắm đấm siết chặt, lão giả giống to một tiếng. Nguy rồi, chính là thời điểm này, nhanh đi cướp. Nghe được hắn muốn cung nghênh linh hoàng, Trương Huyền biến sắc, một khi tên này xuất hiện, huyết dịch chẳng khác nào không có phần của mình. Bàn tay vỗ một cái, long cốt thần thương lập tức từ bên hông vọt ra ngoài. Nó dường như cũng biết tình cảnh nguy cấp, lại không để ý tới nói nhiều, hóa thành một cốt long màu đen bay về phía tế đàn. Ngươi không phải Lam Nhai cổ thánh, đến cùng là ai? Lúc này mới phản ứng lại, lão giả biến sắc, cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên bắt về phía trước. Dầm! Lực lượng cổ thánh rời thân thể, ở trên không tạo thành một bình chướng, ngăn long cốt thần thương ở bên ngoài. Chương 3450, thần linh hoàng xuất hiện một. Phá! Thấy hắn chặn long cốt thần thương lại, Trương Huyền biến sắc, không để ý tới che giấu tung tích, yêu dị huyền đao xuất hiện, giơ tay lên bổ tới. Mặc dù lão giả là cổ thánh nhị trọng chưa tử cảnh, nhưng vì tinh luyện long huyết, tiêu hao rất nhiều, thực lực đã không bằng trước, chỉ thoáng cái, hình thành bình chướng liền bị yêu dị huyền đao phá vỡ ra. Phốc! Máu tươi phun trào, lão giả cũng không lui về phía sau, con mắt trở nên đỏ thẫm, bàn tay lần nữa nâng lên. Chân khí tuôn ra, long cốt thần thương bị nhốt trong đó, vậy mà trong thời gian ngắn không đến được trước mặt long huyết. Ngươi muốn chết? Không nghĩ tới tên này suy yếu như vậy, còn ngoan cường như thế, sắc mặt Trương Huyền giận dữ,
yêu dị huyền đao lần nữa bổ xuống. Chỉ cần giết tên này, đối phương hình thành ràng buộc tự nhiên sẽ tiêu tán. Hừ, biết hắn sẽ công kích, bàn tay lão giả vung ra. Một đồ vật tựa như tơ lụa bay ra, thời gian nháy mắt che khuất bầu trời, bao phủ tới đao mang. Là một pháp bảo, tuy không có đạt tới cổ thánh, lại đạt đến nửa bước cổ thánh, mang theo hiệu quả trói buộc rất mạnh, vừa xuất hiện Trương Huyền liền cảm thấy chân khí trong cơ thể giống như bị giam cầm, có chút thi triển không ra. Phần phật, một cổ thánh dị linh tộc bất ngờ xuất hiện, lăng không một quyền, tiến lên đón. Không phải người khác, chính là thi thể lúc trước Trương Huyền luyện hóa. Tê Lạp, tuy chỉ là thi thể, nhưng bị luyện hóa thành vô hồn kim nhân, nắm giữ sức chiến đấu cực mạnh, một quyền xuống, không gian nổ tung, tơ lụa màu đỏ bị kéo nát bấy. Phốc, máu tươi dâng trào, lão giả vốn bị thương nặng, không thể kiên trì được nữa, bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, xem ra trong thời gian ngắn là không thể nhúc nhích. Nhanh đi, yêu dị huyền đao liên tục bổ hai cái, lão giả lưu lại phong ấn bị xé ra, Trương Huyền lớn tiếng la lên. Vâng, Long Cốt Thần Thương gào thét, xông về phía trước. Thời gian nháy mắt đi tới trước mặt Long Huyết, cốt long to lớn há miệng cắn về phía huyết dịch. Hô! Ngay thời điểm huyết dịch sắp tiến vào trong cơ thể nó, tất cả động tác giống như trong nháy mắt bị đóng băng, cốt long cứng ngắc ở trên không trung, huyết dịch cũng yên tĩnh huyền phù, hình rồng trong đó lại không gào thét. Nguy rồi! Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người không biết từ chỗ nào đến, ngón tay điểm về phía trước. Không gian trước mắt bị giam cầm, đúng là động tác của hắn. Linh Hoàng, thần Linh Hoàng, lại vào lúc này xuất hiện, tuy vẻ mặt có chút trắng, thoạt nhìn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao cũng là cường giả tích huyết trùng sinh đỉnh phong, Long Cốt Thần Thương căn bản không đỡ được. Ngươi là Trương Huyền, lại dám tới linh tộc, muốn chết. Định trụ không gian, thần Linh Hoàng nhướng mày, nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lộ ra tức giận. Long Cốt Thần Thương, yêu dị huyền đao. Đây đều là đồ vật mang tính tiêu chí, coi như giờ phút này Trương Huyền ngụy trang thành Lam Nhai cổ thánh, cũng bị nhận ra được. Tìm chết hay không, không phải do ngươi định đoạt, ngoan nhân, ra tay đi. Thấy đối phương xuất hiện, bàn tay Trương Huyền run lên, tế ra át chủ bài mạnh nhất. Thiên đạo chi thư xuất hiện, bàn tay của ngoan nhân từ trong thư tịch duỗi ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Tê Lạp, không gian giam cầm lần nữa di động, miệng cốt long vội vàng khép lại. Răng rác, hàm răng đối đầu, chân bốn phía lay động, nhưng lại chưa nuốt lấy long huyết. Nhân tộc vậy mà lẻn vào nơi này, Linh Hoàng, phòng ngự của ngươi càng ngày càng kém. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở trong đại điện, giọt máu vừa rồi kia, ở đầu ngón tay của nàng xoay tròn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 140.